Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể đại chúng, thâm thẩm tình con nhớ cha già, một năm thấm thoát đã trôi qua. Hôm nay chậm nghĩ ơn sanh dưỡng, cha hỡi lòng con dạ thiết tha. Gió về xào xạc thổi mạnh làm những chiếc lá vàng rơi rải rác khắp sân chùa. Thời gian thấm thoát đã tròn một năm, ngày chúng con tiễn đưa cụ ông Nguyễn Văn Nhỏ pháp danh Diệu Âm Chánh Minh hưởng thọ 79 tuổi về với Phật. Dẫu biết là định luật vô thường có họp rồi tan, nhưng chúng con vẫn bùi ngùi xúc động nhớ về thâm ân dưỡng dục cù lao của đấng cha già. Đức Phật có dạy, gặp đời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, tức là thờ Phật. Chúng con thiết nghĩ, Đức Phật là đấng cha lành của bốn loài, là bậc đại từ, đại giác, đại ngộ. Thế mà Đức Phật lại tán thán sự hiếu thảo đối với cha mẹ, tức là cung kính ngang với Phật. Cũng như qua lời dạy trong kinh Báo Phụ Mẫu Ân, nói rõ công ơn sâu dày của cha mẹ so với núi cao, biển cả. Đối với con, dù có chí thành, chí thảo nuôi cha mẹ, hai vai cộng vác đi giáp vòng hòn núi, trải trăm ngàn kiếp thì cũng không đáp đền thâm ân của song thân được. Vì thế hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2020, nhằm ngày 25 tháng 4 âm lịch, ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn
cùng Đại Đức Thích Nhuận Minh và gia đình các quý Phật tử, nhân ngày quý kỵ tròn một năm của cụ ông Nguyễn Văn Nhỏ pháp danh Diệu Âm Chánh Minh, thiết lập đàn tràng tụng kinh, niệm Phật, thuyết giảng, phóng sanh, cúng dường trai phạm, ngõ hầu hồi hướng công đức lành này cho thân phụ cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng, hồi hướng cho cổ quyền thất tổ, hồi hướng cho chư vị hương linh, vong linh, hương linh chết bất đắc kỳ tử, hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, nguyện cầu cho chư vị sớm được vãng sanh, cao đăng Phật quốc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Và về tham dự buổi lễ cúng dường trai phạm, có một số Phật tử không có về được, có gửi cúng dường lẵng hoa, cúng dường bánh cùng trái cây, cùng tịnh tài, tịnh vật. Chúng con xin được hoan hỷ giới thiệu, tôn vinh gia đình cô Giáng Hương, gia đình cô Hợp Bình Phước, gia đình cô Hợi Bình Phước, gia đình cô Diệu Bình ở Dallas, Hoa Kỳ, gia đình cô Tuyết Loan ở Dallas, Hoa Kỳ, gia đình Sơn Tiền ở Houston, Hoa Kỳ, gia đình chú Tâm Trường, gia đình cô Huệ Liên, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình cô Diệu Tính, gia đình cô Nga Tần, Đức Trọng, gia đình chú Đức, gia đình cô Tuyết, tập thể lớp đệ tử Huy, nhóm Phật tử cô Dung và các Phật tử Hàn Quốc, nhóm Phật tử ở Đồng Tháp, gia đình cô Diệu Bảo Bình Phước, gia đình cô Diệu Hồng, gia đình cô Quảng Hồng, gia đình cô Tâm Minh Phúc, các cụ thường trụ và một số các quý Phật tử khác. Chúng con xin được thành kính giới thiệu chung. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay để tuyên dương tùy hỷ công đức gia đình các quý Phật tử đã gửi về tịnh tài tịnh vật cúng dường trong buổi lễ trai phạm ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn Chứng Minh. Kính bạch trên chư tôn đức Chứng Minh. Kính thưa toàn thể đại chúng, bao niềm tôn kính từ hoan hỷ, hình ảnh trang nghiêm bóng tăng già, chúng con khấu đầu cung kính lễ bậc chúng trung tôn trong thế gian. Giờ phút này để cho đạo tràng được trang nghiêm và để buổi lễ cúng dường trai phạm được thập toàn viên mãn, chúng con xin thành tâm đê đầu thành kính đảnh lễ, cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ vận chuyển thuyền âm, khai mở từ tâm ban bố lời pháp nhũ cho hàng đệ tử chúng con được trượng thừa công đức. Và chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2020, nhằm ngày 25 tháng 4 nhuận năm Canh Tý. Hiện giờ là 9 giờ 9 phút sáng giờ Việt Nam, Giáng Nhàn đang có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng, Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Hôm nay cũng ngót 2 tháng, quý Phật tử trông chờ có một ngày được ngồi trong cái mái ấm gia đình của Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Quan Âm Tịnh Thất. Nhiều người mơ ước hôm nay cũng trở thành sự thật ha. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay đúng ngày Chủ Nhật cộng tu, là đúng cái ngày giáp năm của ông Chánh Minh, thân phụ của thầy Nhuận Minh. Đây cũng là một cái duyên kỳ ngộ, duyên lành không sắp đặt trước. Cho nên thành ra hôm nay thì chúng tôi chia sẻ, nói đến một cái đề tài người chết rồi có cần cúng hay không, và cúng như thế nào nó hợp với cái lễ pháp. Thì thưa quý vị, cái việc này một số người cũng còn lòng cộng, đúng không? Lòng cộng vô cùng.
mỗi địa phương, mỗi đất nước và mỗi làng quê có cái phong tục họ khác nhau. Tuy nhiên những cái gì mình có thể chấp nhận được và cái gì không chấp nhận được, trong nhà Phật có cái danh từ gọi là khai giá trì phạm, danh chủng tánh tứ. Có những cái mình khai được, có những cái khai không được. Thì lấy cái mẫu số chung để cúng kiến như thế nào cho nó hợp với lễ pháp, đúng lời Phật dạy trong giáo pháp. Trước chúng tôi cũng nói sơ qua cái thân phận của cụ Chánh Minh. Chúng tôi nhớ đầu tiên hai cha con, tức là cụ Chánh Minh với thầy Nhuận Minh về gặp chúng tôi ngay chỗ nhà địa tạng. Lúc đó còn cái nhà vệ sinh cũ. Ông rất thương thầy Nhuận Minh. Có thể rời con cái bên Mỹ, còn chị Tuyết với lại thêm một ông anh thầy Nhuận Minh về đây chung với thầy Nhuận Minh. Thì cái ngày đầu tiên hai cha con vừa đặt chân nơi mảnh đất núi Voi, tỉnh Thất Quan Âm, là chúng tôi đưa thầy Nhuận Minh xuống khu chiên tu. Ông không dám cãi, nhưng mà trong lòng ông buồn. Ông nói hai cha con về chưa ở chung được đêm nào mà thầy đưa xuống khu chiên tu. Ông nói vậy thôi chứ ông cũng tùy thuận. Mãi đến nay cũng ngót 10 năm, gần 10 năm. Nếu ông là người xuất gia thì bây giờ ông thọ tỳ kheo. Ông ra đi vẫn là tỳ kheo. Tuy nhiên chúng tôi lúc đó vẫn giữ cái duyên mối, đó là cư sĩ, nên làm cư sĩ. Ông cụ Chánh Minh nên làm cư sĩ. Thì ông chân thập vâng lời làm theo thì nó có hữu ích. Hữu ích ở chỗ nào? Cái người mà chân thật vâng lời làm theo người đi trước thường nó có cái hữu ích, có cái lợi ích. Thì khi ông về đó thì lúc đó con thầy Nhuận Đức là chú Hiền sắp xếp một cái nhà cũng đơn giản, ông ở trong đó. Và khi mẹ của thầy Nhuận Minh về thì hai ông bà ở rất là hợp lý. Và bà hay đau yếu, ông chăm sóc sức khỏe. Lúc đó ông mới cảm ơn, ông kêu nếu mà lúc đó mà thầy cho con xuất gia làm tăng rồi sa di tỳ kheo, làm sao con có cơ hội để phụng dưỡng người bạn đời, đúng không? Thì ông ở đó, hai người ở với nhau, thầy Nhuận Minh cũng yên tâm ở khu chiên tu, rồi đi Mỹ với chúng tôi rất yên tâm. Mẹ thầy có ba thầy, tức là bạn gái có bạn trai lo, đúng không? Không. Tại gia tòng phụ khi ở nhà theo cha. Xuất giá tòng phu, lấy chồng phải theo chồng. Phu tử tòng tử, chồng chết theo con hay chồng chết theo ông khác? Làm nó sai, nó có vấn đề trở ngại. Chừng lúc mà ông chồng thứ hai đó, dầu cho chồng mình chết đi, dầu cho mình ly dị đi, thì cũng phải theo con à. Cái đạo lý của các vị cổ thánh tiên hiền nói rõ ràng. Giữa tình cảm, giữa mình với con cái nó bị bắt nước, là cái tình cảm nó bị đổ bắt quay về, nó xem thường mình kinh khủng luôn. Con bà cụ Huệ Ngọc ở bên Oregon sanh ra một số như Phước, như Thảo, như Thủy. Khi ông cụ mất vì chiến tranh, bà đưa cả một đàn con sang bên Mỹ, mà nhìn tướng bà phúc hậu đẹp vô cùng, và bà vẫn ở chung với các đứa con. Các đứa con thương yêu bà vô cùng, bà thương yêu các đứa con vô cùng. Đó là gì? Phu tử tòng tử. Mình làm không đúng lời cổ thánh tiên hiền. Chồng chưa mất đã theo người khác, mà chồng đã mất theo người khác vẫn là phá vỡ cái lễ pháp phu tử tòng tử, tâm tòng tứ đức. Bà cụ này rất hay, để ông về ông dò la tin tức xem thử coi ở đây nó có ổn không. Thì ông về ông ở một thời gian, xong rồi ông gọi điện thoại alo, bà ổn lắm, lên đường về luôn đi. Bà nghe cái bà về liền. Tuy rằng đứa con trai cũng không có đồng thuận lắm, nhưng mà về sau cũng quan hỷ. Ông quyết định được cái cuộc đời của ông và của bà, không để con quyết định. Nếu mình để con mình quyết định theo cái hướng của nó
thì già trẻ khác nhau một trời một vực đúng không? Trẻ người ta sống theo thành phố đô thị, họ không biết tu hành, ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời đủ trò đủ chuyện. Còn mình già rồi mình phải có một cái nơi an dưỡng tâm linh, tu hành để mình ra đi thanh thản nhẹ nhàng, chứ đâu làm sao mà mình giống nó được. Nhưng bên Mỹ có một cái là con cái hay bắt cha mẹ ở chung để mà nó đẻ ra cháu chắc để lo cho nó. Cho nên ra ông cụ này chọn cái nơi sáng suốt, chọn cái nơi đúng đắn, và cái tâm ông chọn rất là sáng suốt. Hai ông bà về đây và bà đi trước, xong đến phiên ông ra đi. Đó là cái việc mà chúng tôi thấy cả gia đình hướng đến đạo. Chúng tôi tán thán trong cái thời gian ông cụ ở đây thì ông tu hành rất là tinh tấn. Nhiều lần cái lúc ông đang bị bệnh, chúng tôi qua nói chuyện với ông rất là nhiều. Nhiều lần nói chuyện với ông cụ. Khi tuy rằng thân con đau bệnh mà tâm con luôn luôn nhớ với Phật, là con tin chắc là con đi Phật phải rước con về cực lạc. Buông xả hết từ bên Mỹ bao nhiêu vật chất, người ta gọi là thiên đường của hạ giới, đầy đủ vật chất của cải mà con dám rời để mà về nơi này, thì cái tâm phát Bồ Đề, tâm dũng mãnh tinh tấn tu của ông khó ai bị kịp. Rồi hôm nay thì nhân cái ngày giỗ thì cũng có một số quý Phật tử phát tâm tịnh tài, rồi tịnh vật, rồi phóng sanh. Nhân cái ngày giỗ hôm nay thì chúng tôi cũng thông báo với đại chúng, đó là mình cũng cúng cầu an cho những người vẫn còn đang bị nhiễm Covid-19. Hầu như ngày nào chúng tôi công phu cũng hồi hướng cho những người này, và cầu siêu cho những người đã chết, nhất là đất nước Mỹ số lượng người chết quá nhiều. Mà chúng tôi cũng có một cái duyên nho nhỏ ở đất nước Hoa Kỳ, khi qua đó thì cũng là chưa có quốc tịch nhưng mà vẫn là thường trú dân ở bên đó, thể sanh 10 năm nhưng mà ở 2 năm rồi thì thôi quay về lại quê hương. Rồi ta về ta tắm ao, ta dầu trong dầu đục ao nhà vẫn ít Covid đúng không? Đúng. Thì thực sự hôm nay cũng là cái ngày lễ. Quý vị thì thấy bình thường thôi, nhưng mà cả bao nhiêu con người này họ tu để họ hồi hướng cho những vị hương linh có kết quả. Thì cái điều mà chúng tôi muốn nói hôm nay đó là cái việc cúng đây là nguồn gốc phát xuất từ đâu, và Đức Phật có chỉ dạy điều này hay không? Có. Trước nhất là chúng tôi nói cái nguồn gốc cúng, và Đức Phật có chỉ dạy cái điều này hay không? Có. Ở trong kinh Tạng quý vị nghe rất là rõ, và cái mẫu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên ai cũng phải chấp nhận điều này đúng không? Thì khi Đức Phật còn tại thế, có việc gì xảy ra thì bắt đầu Đức Phật mới chế định cái điều đó. Ví dụ có người phạm giới sát sanh thì Ngài bắt đầu chế cái giới sát sanh, và có cái việc mà người đọa xuống địa ngục là một cái loài chúng sanh, người ta nói hay nói là quỷ đói, là bà Thanh Đề, do nhiều đời bà hỷ bán chư tăng, tạo nhiều nghiệp xấu ác, cho nên khi lâm chung bà đọa lạc vào cái cảnh khổ đau. Và nhớ cái chỗ này, cái tình tiết chỗ này nó đặc biệt nè. Khi Ngài Mục Kiền Liên chưa chứng đắc thần thông thì không biết mẹ mình ở đâu, cũng như bản thân mình ở đây bây giờ chưa chứng đắc được ngũ thông hay lục thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tặng, thì có ai biết cha mẹ mình ở đâu không? Đâu biết đâu. Nhưng mà đừng nói không biết, không thấy là không có. Ngày một Kiền Liên không thấy, không biết mẹ mình ở đâu là lúc chưa chứng đắc thần thông, mà vừa bắt đầu khai được thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, là Ngài nhìn thấy mẹ mình ở địa ngục liền. Mà nhìn cái hình dạng của bà lúc đang còn sống với lúc ở địa ngục khác một trời một vực. Biết là mẹ mình đó, nhưng mà nhiều lúc xuống nhìn khó khăn, không giống như người ở trên trần thế. Do cái tâm thức nó biến hiện ra quá đau khổ. Mặt thì máu me, thân thì gầy ốm, bụng thì to, cổ thì nhỏ, đói khát rên la, đang hành hình những cái cảnh ở địa ngục rùng rợn. Đừng có nói địa ngục là bánh vẽ, Phật tự tô vẽ,
Đừng nói vậy, nói vậy không đúng. Phật nói 10 pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula, trời Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát là Phật, có 10 pháp giới. Nhưng mà riêng mình thì mình chỉ nhìn thấy pháp giới mình là con người dưới súc sanh, đúng không? Là chúng sanh, là loài súc sanh, gà, vịt, heo, chó. Thấy có 2 cảnh giới thôi, còn 8 là 8 cảnh giới khác mình không đồng cảnh giới. Tinh thần mình không có đồng với tinh thần của họ, và thân thể mình cũng không đồng, cho nên mình không thấy được. Thì Ngài Mục Kiền Liên xuống thấy mẹ mình đói như vậy, thì dùng thần thông về để mà lấy cơm mang xuống đưa cho bà. Thì bà vội vàng tay tả che lại, hữu hầu bắp ăn, vừa định đưa cơm vô miệng thì cái lòng tham cực độ đó biến thành than lửa và bà ăn không được nữa. Thì trong nhân gian có những người họ có của cải vật chất đầy đủ mà ăn không được. Họ ăn cơm bình thường không được là bởi vì nó có muối mặn, cho nên họ ăn vô cái thân họ phù lên. Có người này họ bị một cái bệnh ăn cái gì mà mặn mặn, có muối, có nước mắm, cái gì mặn mặn vô là thân họ phù lên, cái thận không có lọc được nữa. Có những người họ có tiền của đó mà họ ăn không được. Họ bệnh họ thấy khó chịu họ ăn không được. Đó là biểu hiện thiếu phước ăn rồi. Do bình thời họ ăn những cái loài súc sanh, họ làm hết cái phước ăn của họ rồi. Họ ăn mặn, họ ăn con này con nọ, họ ăn họ bỏ mứa, họ ăn họ phung phí, cho nên phước ăn hết, cho nên họ ăn không được nữa. Thì bà Thanh Đề rõ ràng là tâm đó là tâm không thể ăn cơm được nhân gian. Thấy cơm là lửa, thấy nước là máu. Con người thấy cơm là cơm nhưng ăn không được, do cái phước ăn hết à, do xài cái phước ăn quá. Lúc đó Ngài Mục Kiền Liên thấy tình cảnh như vậy thì bèn òa lên khóc, khóc tức tưởi, khóc sùi sụi. Trong kinh nói khóc sùi sụi, khóc khóc dữ lắm. Về bạch với Phật, Phật nói mẹ của ông một mình ông giàu cho có thần thông cứu cũng không được. Đem bà lên tới cảnh giới trời, họ về cảnh giới người, bà vẫn là ở trong địa ngục. Bây giờ cái gì cứu bà được? Đó là cái phước ông phải đợi chư tăng mùa hạ an cư. Khi 3 tháng xong rồi đó, chư tăng tụ họp lại sắm sửa thức ăn, 5 món trái cây 5 màu, rồi bằng tâm chí thành cung kính hồi hướng cho mẹ ông, nhờ cái tâm lực tu hành của chư tăng và Phật cùng chư tăng hồi hướng cho bà. Bà nhận được cái thông tin này, Mục Kiền Liên dùng thần thông mang cơm xuống mà không có ăn được, không thoát cảnh khổ, không thoát cảnh đói. Nhưng mà nhờ cái công đức vô hình của Phật và chư tăng hồi hướng cho bà, cái là bà nhận được thông tin này là bà thoát khỏi cảnh địa ngục. Nhận thông tin bằng tâm tưởng, tâm tưởng của Phật và chư tăng hồi hướng, tâm tưởng của bà nhận được, tâm bà hoan hỷ vui vẻ, thì bao nhiêu xiềng xích, bao nhiêu nghiệp chướng rơi rụng hết, bắt đầu trở lại một cái thân phước báu của trời, liền hóa sanh về cõi trời. Chuyện này giống như thần thông ha. Chuyện này mình thấy giống như đóng phim phải không? Mà sự thật. Thì từ cái tích chuyện này cho nên rằm tháng 7 là kêu là tháng cô hồn, đúng không? Thì Ngài nói là tháng nào thực sự mình cúng cho các vị cô hồn là cô hồn nhận được hết, chứ không những là tháng 7. Như tháng này bây giờ ngày hôm nay cúng thì những người thân của quý vị mà có nhân duyên với quý vị, hôm nay quý vị về tụng thẩm kinh phóng sanh, tuy rằng mình không bỏ đồng nào mà giữ lễ phóng sanh, rồi chiều nay hôm nay mình ở lại mình tụng kinh, mấy hôm nay không được tu rồi bữa nay được tu, mình ở lại tu buổi chiều chứ không phải buổi sáng xong mình về, thì mình đem cái công đức này hồi hướng cho thân bằng mình đang ở địa ngục, nhận được không? Được. Vậy là phải tháng cô hồn không? Phải. Tháng nào cũng là tháng cô hồn hết đó. Tháng nào cũng là tháng nhân gian hết. Mình hướng đến cô hồn, mình hướng đến các vị ở địa ngục là người ta nhận được thông tin đó luôn, chứ không phải chỉ là tháng 7. Mình phải mở cái tầm nhìn như thế. Đó, thì cái nguồn gốc từ khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã dạy rằng con người chết không mất. Nhưng mà có một số đạo giáo họ nói rằng cúng chi mất công, chết rồi cái thân này nó thành cỏ cây đất mục nát, còn cái phần hồn có thấy đâu. Thì họ rơi vô chấp đoạn,
tức là thân này cũng mất và tâm linh cũng không còn. Tu nhân tích đức già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược tận thế cũng không còn, không còn cái gì hết, tâm linh cũng không còn và thể xác cũng không còn. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì cái thân này nó chuyển dạng thôi. Thịt xương thì nó chuyển thành đất, chôn vùi xuống đất thành đất, cọc thiêu nó thành tro cũng là đất thôi. Nước trong cơ thể mình nè, nước miếng nè, máu nó trở thành nước, nó trả về cho nước thôi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Quý vị học vật lý đúng không ạ? Tất cả vạn vật không có cái gì mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Rồi lửa là hơi ấm mình trở thành lửa thôi. Hơi thở trở thành gió, nó chuyển, nó trở về lại cho gió. Thì không có thể mất, trên hiện tượng thấy mất nhưng thực sự nó không có phải mất. Nhưng mà họ chấp đoạn, họ nói là không có, cho nên khỏi cúng gì mất con. Rồi có một số người họ cũng cúng, họ cúng là phụ mà để dọn ra ăn là chính. Như thế nào? Trong thế gian hết 8-9 phần mong đến ngày đám giỗ giết gà giết vịt đúng không? Mong đến ngày sinh nhật để giết con này con nọ để làm gì ạ? À? Để cho thỏa miệng bụng, để cho hài lòng với bạn bè khách khứa họ đãi mình, bây giờ mình đãi lại. Nợ miệng là hôm trước họ mời mình, bữa nay mình mời lại thì phải đóng giỗ để mời cho mâm cao cổ đầy. Rồi có những nơi họ chấp là có thượng đế. Sắc thân thì mất nhưng phần hồn này do thượng đế quản lý. Thượng đế đưa lên cõi trời là ở trên đó hoài, cúng chi mất công, không có ở dưới này đâu cúng làm gì. Còn mùa thượng đế thấy người này ác quá đưa xuống dưới âm ti địa ngục ở hoài, ở dưới đó hoài rồi đâu có lên nhân gian đâu mà cúng chi. Và hai quan niệm này là sai lầm hết. Một phần là chấp thường là có thượng đế an bài linh hồn, một phần là kêu rằng chết không còn gì hết, thì Đức Phật nói không phải. Cái này là chấp thường và chấp đoạn, mà do con người gây nhân gì sanh ra cái quả đó, rồi có luân hồi rõ ràng. Nếu nhân đó là tham như bà Thanh Đề, nổi sân lên và bực bội tức tối, hỷ bán chư tăng, tội bà cực ác, gọi là thượng ác, cho nên phải đọa vào trong địa ngục làm loài quỷ đói, là do cái nhân địa của bà còn sống quá xấu ác đúng không? Nên nó sanh ra cái quả bà phải xuống cõi địa ngục để hưởng những cái hương vị thượng diệu của các vị. Rồi Ấn Tổ hay dùng cái danh từ đó nói, bây giờ là các vị không tin có địa ngục mà cứ tạo ác, rồi thời gian sau thọ mạng hết rồi đi xuống địa ngục rồi mới thấy cái hương vị thượng diệu của các vị Diêm La. Dùng danh từ cái hương vị đó là đặc biệt luôn, nó khổ cùng cực, khổ không nói nên lời. Thì như vậy cái việc cúng này có nên cúng không? Cúng không? Cúng chứ sao không cúng? Mà cúng như thế nào hợp lý? Như vậy cúng có mục đích không? Có, là cúng cho cái người mà người ta mất đó, người ta thọ hưởng. Có cái việc cúng nó sai, chúng tôi nói trước cái chuyện cúng sai, quý vị nghe mà cái này là câu chuyện có thật và nó phản tác dụng cái chuyện cúng nè. Cũng là cúng, nghe nói cúng mà xưa bày nay là đến ngày 49 ngày đám giỗ giết gà vịt cúng quá cỡ. Thì ở Long An có một cái gia đình, ông này ông cũng khá giàu, có điều kiện, cho nên thành ra ông bị căng thẳng, ông đứt mạch máu não, tai biến ông chết mất. Chết đột ngột. Nhiều người thương xót tới phúng điếu cũng khá nhiều tiền. Cho nên đến cái 49 ngày cũng nghe nói 49 ngày cúng để đi đầu thai. Thì cúng làm sao? Cho giàu có cho nên bày ra mâm cao cổ đầy che rạp đồ làm mời quá trời đông. Gần cả ngàn khách, quá chừng đông. Mấy cái người lúc trước họ đi phúng điếu có tiền có bạc xây cái mồ quá lớn. Thì bây giờ làm sao? Đãi trả lại cái nợ miệng, trả lại cái ân nghĩa hả? Ngoài đời họ đáp bằng cái ân nghĩa lạ lắm nha. Bằng cách làm sao người đó ăn uống thoải mái, thích thú à, hưởng cái thức ăn mà họ thích là thấy vui rồi. Thì bắt đầu giết cũng có mà đi ra mua cũng có. Thì cái lúc mà bắt đầu cúng, họ cúng lạ lắm. Họ cũng không biết đạo, mà công nhận không biết đạo thiệt thòi dễ sợ nha.
không có thỉnh thầy nào về cúng gì hết trơn, lấy mấy cây nhang cắm lên ở trên cái lư đó, vô vái vái nói hôm nay bà vợ bà nói tôi vợ ông tình nghĩa, hôm nay 49 ngày tôi nghe người ta nói chết còn mà tôi cũng thấy ông mặt mũi ông đâu, thôi nếu ông có ông linh thiêng về ông hưởng một chút đi. Cũng nói vậy thôi chứ không biết cúng gì. Rồi xong thắp vài cây nhang vô nói lẩm bẩm vài câu xong rồi bắt đầu ra chuẩn bị cụng chén cụng ly đồ ngang. Ổng nhập vô cái đứa cháu, trời ơi ổng khóc bù lu bù loa, ổng nói cái tiếng y như ổng luôn. Đứa nhỏ nó nói cái tiếng của nó thì mình cũng còn coi thử không biết có phải không. Trời ổng nói cái tiếng y như ổng luôn, ổng kêu tôi giàu có mà không biết sao tôi chết tôi lại khổ như vậy, không có áo bận, lạnh ngồi run rẩy. Tôi tưởng hôm nay gia đình cho tôi áo quần để tôi bận, cho tôi cơm để ăn mà không ngờ trên này ăn cho sung sướng thỏa miệng bụng mà những con súc sanh nó bị chết, bây giờ nó bu theo, tôi không thể chống chọi lại nổi. Ông nói rõ như vậy. Và gia đình thì thực sự tin, bởi vì ông thương cái đứa cháu nhỏ này, cực kỳ thương. Cho nên khi ông mất, ông còn quyến liếng và ông đi vào trong con người nó được, ông nói được. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói, cái lúc mất thực sự người ta không nói được thôi, nhưng nếu mà mình thay áo khóc lóc trở mình liệm sớm, họ đau giống như con cua mà trụng nước sôi, thì cái lúc tâm thức họ đau như vậy thì họ dễ bị đọa lạc. Cho nên một trong ba điều gây cho con người đọa lạc, thứ nhất là vừa chuẩn bị tắt hơi, chưa tắt hơi là khóc lóc, chuẩn bị làm cho người ta rối loạn tâm tư, rồi vừa tắt thở là khóc lóc rồi thay quần áo kêu người đến liệm sớm, thì họ đau đớn. Bởi vì cái A là gia thức thường 8 tiếng, có khi họ 12 tiếng, có khi họ 24 tiếng họ mới ra khỏi xác thân, mà còn tâm thức là còn đau, còn đau đớn. Cho nên tâm thức, hơi thở, sự sống và hơi ấm, 4 là 1, nó hòa quyện với nhau. Khi hơi thở vừa hết thì hơi ấm bắt đầu cũng tan, rồi thọ mạng vừa bắt đầu là hết, là kêu chết, nhưng tâm thức vẫn còn trong thân. Cái chỗ này là quan trọng cực kỳ, tâm yếu thứ ba. Mà tâm thức còn trong thân, lúc đó mình hiến xác, hiến cơ, người ta mang đi đâu mình không biết, người ta mổ xẻ đâu mình cũng không biết. Vì sao con người mình khi mất nó bị trở ngại trục trặc? Do quyến thuộc, Ấn Tổ dùng danh từ nè, do quyến thuộc si dại, thương của thế gian mà cuối cùng hại người ta đọa lạc. Lắng nghe chỗ này, nghe cho kỹ. Nếu không học cái lời tổ sư Ấn Quang dạy, một trong ba điều trọng yếu là cái trọng yếu mà lúc mất là khóc lóc, thay quần áo, kêu thầy đến liệm sớm á, không có hộ niệm á, rồi mất rồi á là 49 ngày hoặc là tuần lễ thất đầu, thất hai, thất ba, thất tư gì đó, giết gà dịch đồ để cho tất cả các vị mà chúng sanh vô tội nó đi báo oán nữa. Ông này ông ngồi ông run rẩy, mà đứa bé làm sao mà có trạng thái đó được, cũng không phải là người khác để mà vào mượn cái xác mà nói cái kiểu này được. Chúng tôi nói để cảnh báo cho quý vị là đừng có đem hương linh của mình giúp cho họ đọa lạc thêm. Đó là những ngày cúng giáp năm 49 mà mình có thể là sát sanh hạ vật để mà hồi hướng cho họ. Cái chuyện này là hồi hướng cho họ đọa lạc. Điều này chúng tôi nói tin chắc vững chãi. Cái điều này là Tổ Ấn Quang ngày nói những ngày đám giỗ nè, ngày sinh nhật nè, những ngày đám cưới nè, những ngày vui của mình nên cứu vật. Cứu vật bằng cách là phóng sanh, đúng không? Và nên làm như thế nào? Nên nấu cỗ chay, gạo nếp tẻ, nếp nàng hương. Nàng hương thơm lắm. Rồi cái gì? Rau củ quả, những thức ăn tinh sạch như vậy là giúp cho hương linh thăng hoa siêu thoát. Còn những cái tanh tưởi máu huyết là hương linh hửi. Hửi tức là họ hưởng cái hương vị đó. Mình thì đoàn thực ăn bằng nhai, đúng không? Thì phải có cơm vô chứ hửi không no. Nhưng mà hương linh thì thức thực họ hửi là no. Họ hửi cái đồ tanh tưởi thì họ bị đọa lạc, mà hửi những cái đồ thơm, đồ thanh tịnh thì họ siêu thoát. Y như cái tàn nhang nặng thì rớt xuống mà khói nhang nhẹ thì bay lên. Rõ ràng cái chỗ lý luận này quý vị nghe suy nghiệm cho kỹ coi.
Hôm nay mình nghe một cái bài giảng này rồi, mình về mình nên cúng cho gia đình mình như thế nào. Nhưng mà trong gia đình của mình, một mình biết điều này mà những người khác họ không chịu, thì bây giờ mình nói không được thì mình cũng phải tùy thuận, chứ mình không là coi chừng có chuyện với họ. Họ đang chuẩn bị đồ đạc để cúng mạng, mình về mình không chịu, mình làm trời lên, mình kêu phải cúng chay, thì cuối cùng họ bất mãn với mình và có sự xung đột. Thì mình làm sao? Thì mình cũng nấu mâm cơm. Thí dụ cha mẹ mình ở nhà, mình cúng một mâm cơm nho nhỏ cho gia đình mình dùng, cho con cái mình nó biết là chừng mẹ mất con cũng phải cúng chay như vậy. Đó là một biểu pháp nên cúng, đúng không? Nhưng mà thói tục bên ngoài, họ đến một cái nhà từ đường họ cúng mặn ăn thoải mái, còn những người con đến đó cúng ăn rồi thôi khỏi cúng nữa, thì cái đạo lý này cũng không phải. Nhưng mà có những cái nơi họ cúng, giống như hồi nãy cô đó cô nói là ở ngoài Bắc họ đốt giấy tiền vàng mã, thì mình khuyên họ nên ít lại, lấy tiền đó phóng sanh, chứ còn kêu họ đừng thì cái chuyện này nó có trở ngại. Tùy thuận theo, có thể khai mở được. Ấn Tổ trả lời nói cái vàng mã nó cũng không có cái gì mà gọi là quá đáng, mà ông đi đến đó ông sanh sự ra rồi, ông nói cúng như vậy đốt giấy vô ích thì làm cho người sống người ta bất an, người ta bất mãn, người ta có cái sự đối chọi với ông, thôi thôi ông tùy thuận một chút chuyện đó không sao, thấy không? Còn nếu ông ăn chay trường rồi ông đi đến đó người ta cúng đồ mặn thì không có đồ chay, ông gấp rau trong nồi thịt ông ăn đi, ông cũng tùy thuận người ta, còn về nhà ông muốn làm gì đó làm. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, có những cái khai mở được. Nhưng nếu mà họ mà chịu nghe theo mình để chuyển cúng mặn thành cúng chay thì quyết định phải nói họ để thay đổi, được thì quá tốt, đúng không ạ? Còn cái chuyện đốt giấy vàng mã thì có thể mua ít lại, hoặc có thể là họ đã theo phong tục như vậy thì mình tùy hỷ, nó cũng vô hại, nó tốn tiền chút vậy thôi. Chứ mà đôi khi những hương linh họ chấp, họ thấy là tiền đôi khi họ cũng có thể xài được. Đó, tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái đất nước, tùy theo cái địa phương đó mà họ có thể là du di được. Ví dụ như là cúng giấy tiền vàng mã, chầu câu hoặc là chén rượu gì đó thì mình cũng tùy thuận nha. Nhưng mà kêu mà cái chuyện không thể tùy thuận và mình không thể làm theo họ được, đó là cúng mặn, không nên. Dứt điểm là như vậy, hả không ạ? Thì mình làm sao mà khéo léo uyển chuyển để cái gì có thể là mình không thể thuận theo họ được, mình có thể thay đổi được là thay đổi, đó là không thể cúng mặn, không thể kéo bia rượu về uống cho say xỉn, không thể như vậy được đó. Thì quý vị thấy hôm nay tỉnh thất làm đúng lời Phật dạy không? Phóng sanh, phải không? Bữa nay lấy rau sạch ở dưới tỉnh thất, ở dưới khu chuyên tu đem lên nấu cho quý vị dùng. Một số rau Phật tử cúng dường, lấy gạo tẻ, gạo nếp, gạo thơm nấu để chút nữa cúng xong rồi quý vị dùng, hiểu không? Rồi phóng sanh, làm những điều phước thượng, tụng kinh hồi hướng, thì cái đây đúng lời Phật dạy, cũng phải nên cúng chứ không phải là không nên cúng. Có một số các thầy học về giáo lý kinh tạng Nikaya và đi sâu vào trong đó, nói bên Đại Thừa cúng một cách coi như là tốn kém quá, chai đàn chẳng tế, cúng quá cho nhiều tiền cũng không nên chấp như vậy. Bởi vì là Phật tử họ có điều kiện được, họ cúng thí, họ cúng lập đàn, thì cái chuyện đó là tùy theo họ thôi, chứ cũng không có thể mình chấp nhất vô chuyện này rồi chỉ trích chê bai. Một số các thầy lên lập đàn cúng 3 ngày một tuần đó bình thường. Và Ấn Tổ nói là cái chuyện cúng kiến thì chỉ có thành tâm niệm Phật thì là sẽ kết quả. Còn nếu gia đình mình không có điều kiện thì mình chỉ nấu mâm cơm lên chân thành cung kính, bữa đó mình tụng thời kinh Địa Tạng hoặc kinh A Di Đà, mình niệm Phật, mình hồi hướng, làm một mâm cơm chay cho gia đình dùng cũng được ha. Đó. Rồi có điều kiện được họ cúng cỗ chay, họ làm chay đàn chẳng tế cũng tốt, sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong, tùy thuận chúng sanh, không có chấp nhất được. Thành ra thì cái việc cúng kiến chúng tôi nói như vậy, nhưng mà nó cũng có một cái điều chỗ này, lắng nghe ngay chỗ này, nó tế nhị một chút xíu nhưng mà phải hết sức thận trọng. Có những hương linh họ xưng là cha mẹ, họ nhập vô, họ kể, họ kêu mình cúng đủ thứ. Có lúc họ kêu cúng mặn, họ kêu còn sống cúng ăn thịt cho nên bây giờ cúng mặn. Thì con mắt của mình chưa chứng thiên nhãn, không biết đó là có phải cha mẹ thiệt hay là hương linh gá dựa. Qua một cái sắc thân khác họ xưng đó là Bồ Tát Phật có. Họ xưng thôi chứ thực ra Bồ Tát Phật là dùng thần lực để biến hóa trăm ngàn ứng hóa thân, chứ làm gì mượn cái thân em bé hoặc mượn cái thân cái cô bà đó mà là vô lý, đúng không? Làm gì có chuyện đó.
Phật Bồ Tát Ngài đã chứng pháp thân thanh tịnh, Ngài ứng hóa trăm ngàn, các vị gọi là ứng hóa trăm ngàn cái loại thân nào cũng được. Ngài đã tự tại rồi, chứng được pháp thân thanh tịnh rồi, đâu có dính kẹt trong cái thân gọi rằng là thân nhục thịt này nữa đâu mà bị nhập vô trong đó rồi nói linh tinh. Có nhiều người nói trời ơi, bữa nay má con làm Bồ Tát rồi, má con vô, má con kêu con má con Bồ Tát rồi vô, cháu con rồi vô, mẹ con rồi xưng rồi nhảy linh tinh. Được cũng được, làm này cũng được. À, nói gì nghe đó nữa thì mới chết. Hồi xưa thì Ấn Tổ Ngài rầy cái chuyện cầu cơ. Rồi Ngài kêu là cơ chạy lên nói là phải uống thuốc như vậy, mà cuối cùng uống thuốc bắt lại là bị bệnh rồi chết. Nguy hại vô cùng. Họ cũng là một con người như chúng ta, chưa chứng được pháp thân thanh tịnh đó, chưa phải là Bồ Tát Phật, cho nên thành ra cũng là nhiều lúc còn vọng tưởng nói nó sai. Thấy không? Mình phải y cứ nơi lời của Phật. Cúng chay là cúng chay à, chứ không có nói on đời vậy. Thì có một cái gia đình đó, có cái việc này, cái tình tiết này đặc biệt, cố gắng lắng nghe. Các cái vị thần đó họ biết thọ mạng của con người đó hết. Họ có phước báu cho nên họ biết được cái thọ mạng của con người đó hết. Nhưng mà không phải do vị thần đó làm cho thọ mạng đó con người đó hết. Không có ai xen vào cái nhân quả mà tự giết mình chết được hết. Thì người còn sống cũng như là người chết. Thì người còn sống có những người khác, người ta giết mình mà đâu đủ khả năng họ giết mình đâu. Họ ghét mình quá, họ muốn giết mà họ cũng chưa giết được. Nghe cái đạo lý này nha. Rồi người chết có những lúc họ muốn hại mình mà họ cũng chưa hại được. Nhiều lúc họ mượn cái xác mình thì có, mà do cái nhà mình nó trống cho nên thành ra họ vô được. Cái tâm mình nó không có thanh tịnh, cái tâm mình nó không có định lực, thì họ mượn xác mình cũng có thể có. Những người nhập là chuyện có thiệt, chứ không phải là tự động họ biện chuyện ra, không phải vậy. Có cái tình tiết chỗ này lắng nghe. Có một ông thần đó, ông ở gần cái nhà, thì ông thấy cái đứa con trai đầu 3 tháng nữa chết. Ông tới ông nói: tôi là vị thần ở chỗ đó đó, gốc cây đó đó. Ông nói rõ ràng đó: nếu tin tôi thì nên cúng đồ mặn, cúng đồ đạc cho tôi ăn, còn nếu không nữa thì 3 tháng nữa là tôi bắt con ông chết. Thì gia đình này quy y Tam Bảo rồi, hiểu rồi, biết nhân quả rồi, thì nghe như vậy thôi, chứ cũng không có thuận theo để cúng đồ mặn hoặc là cúng cho họ gì hết cả. Đến nỗi mà họ hiện ra trong giấc mộng, họ báo nhiều lần như vậy, mà cuối cùng ông này ông cũng lập trường vững là gì? Là nhân quả ai nấy gánh thôi, quy y Tam Bảo rồi tin Phật, không quy y theo thiên thần quỷ vật. Thì đúng 3 tháng đó, 3 tháng sau là cái đứa con trai đầu nó chết. Thì ông cũng hơi run run rồi. Thì ông cũng suy nghĩ là chắc cái thọ mạng nó hết, nó chết vậy. Xong rồi tiếp tục họ nói tiếp nữa, họ kêu là 5 tháng sau nếu không cúng thì đứa con trai thứ nhì chết nữa. Thì ông cũng để coi thử coi đúng không, ở nhà tụng kinh niệm Phật. Đúng 5 tháng sau đứa nhỏ đó, thứ hai chết nữa. Thằng em hay thằng đó chết. Thì ông cũng lên thưa, đợt sau ông lên thưa với thầy rồi. Thì thầy kêu là vị này tu chắc là cũng chứng đạo gì đó, nói thôi ông cứ yên tâm đi. Để họ nói thử coi con người thứ ba có chúng không. Thì khi mà họ nói con người thứ ba thì ông kêu thôi lên gặp một vị thầy đi, rồi vị thầy sẽ cúng đầy đủ hơn, chứ tôi không đủ lễ, sợ thất lễ. Thì vì thầy dặn như vậy xong đó, đúng cái 5 tháng nữa chết rồi đó ngang. Thì họ tiếp tục họ đến, họ kêu là đứa con út cuối cùng 7 tháng nữa không cúng là cũng chết luôn á. Họ kêu thôi giờ cúng người tôi cũng chấp nhận, cúng ông nói thì quá đúng rồi, nhưng mà thôi lên gặp thầy của tôi đi, rồi thầy sẽ tìm cách để mà cúng cho các vị muốn gì được cái đó. Thì họ đi bằng tâm thức thôi. Thì vị đó tối lên ngủ như vậy thì họ cũng hiện hình ra được, các vị thần họ biến hiện, thần thông họ hiện hình được. Thì gặp vị thầy đó nói: ồ, muốn cúng thì được, nhưng mà đeo cái chuỗi của tôi vô đi thì tôi cúng cho đầy đủ. Vừa đeo vô chuỗi một cái vị đó có tu sao không biết, cái chuỗi nó có năng lực như thế nào không biết, là làm cho ổng coi như là cái vị thần này hoảng hốt sợ, và sợ đến nỗi là phải tự nhiên trong lòng nó phát sợ ra. Bởi vì tà mà gặp chánh mà đeo chuỗi này vô rồi cái là không biết sao đâu, ông sợ quá. Ông lại lục hì hục, ông kêu thôi tha cho tôi lấy chuỗi ra đi, tôi khó chịu quá, tôi đeo chuỗi tôi chịu không nổi. Ông kêu sao mà lại bắt con người ta, kêu thực ra tôi đâu có bắt đâu, tôi biết thọ mạng của hai đứa nó mất vào cái ngày tháng đó, cho nên tôi nói như vậy để mà cúng cho tôi ăn thôi, chứ thực ra là tôi không phải giết đâu, thọ mạng người đó đến lúc đó tôi không nói cũng chết à. Cái gì không? Tôi không nói cũng phải chết thôi, thôi giờ tha tôi đi. Thì cuối cùng Ngài mới răn đe, ông làm như vậy người ta hoảng sợ, ông biết ông thọ lãnh cái nhân quả gì không? Ông không được làm thần, ông không được sống lâu bởi vì làm cho người ta sợ hãi.
đem lại cái không sợ hãi là được sống lâu, gọi là bố thí vô ý. Mà đem cho người ta cái sợ hãi là giàu cho mình làm chúng sanh ở cõi nào cũng là chết sớm hết và không có đủ phước báu. Ngài dạy xong Ngài quy y cho cái vị đó, và Ngài đi đến, Ngài đi ngang qua đó và Ngài cầm cái cây á, Ngài nói sống chấp vào cái thần, chết làm thần, đập bể cái miếu luôn. Đó là cái gì vậy? Thế giới vô hình mênh mông kỳ vĩ, nhiều lúc mình không có thần thông, cho nên mình không nghe đúng lời Phật dạy, mà nghe một số các vị mà nhập vô nói chuyện này chuyện nọ thì coi chừng có trở ngại. Đây là gì? Đây là kinh nghiệm xương máu năm 2014 đúng không? Cười. Cô Dung nói cái chuyện của Thượng Thọ Thiện Quán, đây là kinh nghiệm xương máu. Học sâu vào văn sao thì thấy Ấn Tổ Ngài nói tin lời Phật, đã tin theo Phật rồi, không thông theo các vị thiên thần quỷ vật. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi chia sẻ, nói sơ về cái việc cúng kiến. Những người nào nghe nhưng mà không nhớ thì nên nghe lại nha. Thì chúng tôi qua một cái phần kế tiếp, đó là người mất khi họ ra đi, mình cúng cho họ 49 ngày một năm, giáp năm tiểu tường, đại tường 3 năm, 5 năm, 7 năm, có nên cúng hay không? Nên cúng. Có những người mất, họ vừa mất cái họ đọa địa ngục như bà Thanh Đề liền, và cái phước của mình cũng không đủ chuyển hóa họ ra khỏi địa ngục, thoát cái cảnh khổ đau, nhưng mà họ vẫn có được nhận cái thông tin này. Mà nếu mà mình làm thường xuyên nhiều và nhiều người làm, có thể giúp cho họ thoát được. Bằng chứng như Đức Phật, nhiều người và tu thanh tịnh hồi hướng, bà thoát lìa khỏi địa ngục nhanh, đúng không ạ? Có những người họ mất cái họ đọa địa ngục liền, thì cái người này có nên cúng không? Cũng phải cúng. Họ đọa bao nhiêu đời kiếp cũng phải cúng. Đó không phải là chúng tôi nói theo cái ý của mình và bắt buộc người đó, cha mẹ chết là phải cúng, bỏ tiền bỏ bạc của cải ra và phải tốn kém nhiều, không phải. Hồi nãy chúng tôi nói nếu mình không có điều kiện, có thể mình làm mâm cơm chay rất đơn giản, vài chục ngàn, một hai trăm ngàn, rồi mình tụng kinh niệm Phật cũng là một buổi cúng, nhớ đến thân bằng quyến thuộc của mình, đâu có sao đó. Còn nếu mà có điều kiện nữa thì mình lên mình cúng trai tăng ở tỉnh Thất Quan Âm. Như thầy Nhượng Minh hôm nay, gia đình chị của thầy cũng bị về cái vấn đề mà dịch bệnh Covid, không đi làm được neo, không có tiền nhiều, cũng có Phật tử phát tâm về cúng trai phạn, phóng sanh, rồi làm những phước thiện cũng xong thôi. Còn nếu mà chị của thầy có điều kiện gửi về 1-2 ngàn đô, 5-7 chục ngàn đô thì cúng lớn lên, tùy thuận không sao hết trơn. Đó, nó là như vậy. Như vậy mình có cần cúng không? Cụ Chánh Minh không biết giảng sanh hay là đi đâu, mình không thấy có cần cúng không? Cúng. Nếu mà họ vào địa ngục cũng phải cúng, như lúng giống như là bà Thanh Đề đó, làm loài súc sanh rồi họ vô ngạ quỷ có cúng không? Cúng, họ vẫn nhận được mà. Nếu mà họ làm súc sanh thì cúng cho họ hồi hướng để họ mau thoát kiếp súc sanh. Họ làm người có cúng không? Họ làm người rồi đó, tức là họ mất rồi 49 ngày, có thể họ đầu thai vô làm người có cúng không? Cũng cúng luôn. Cũng đó cả hai vấn đề. Thứ nhất là giúp cho mình nhớ đến cội nguồn cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc, để cho con cái người đi sau mình bắt trước, bắt trước để làm theo mình. Có nên làm không? Làm chứ. Rồi, với hai nữa, đó là cái phước của mình giàu người ta ở cảnh giới nào cũng phải nên cúng hồi hướng cho họ. Họ làm người thì họ được cái phước báu thêm do mình hồi hướng cho họ. Đó là cái đạo lý giàu cho họ chết đọa địa ngục, hay là làm loài súc sanh, hay làm người, hay lên cõi trời, hay về cực lạc, cũng đều phải cúng. Cúng tùy theo khả năng của mình, chứ không có nên làm quá, vung tay quá tráng. Nghĩa là gì? Mượn tiền mượn bạc cúng làm cho linh đình, để mọi người thấy mình là người đại gia, thương cha mẹ, mà cuối cùng cúng xong nợ xính rính luôn. Làm vậy nó không có phải đạo. Làm vậy là khoe khoang, khô trương, khoác lác, không có lợi ích đâu. Cho nên Ấn Tổ hay rầy chỗ này nè, mấy anh em huynh đệ, quý thầy nên nhắc Phật tử cái chỗ này, mà coi trong văn sao Ấn Tổ ngày nói. Người khi mất hoặc là cúng, chuyện quan trọng phải lấy cái tâm chân thành, niệm Phật là quan trọng nhất. Có điều kiện thỉnh các vị tăng về niệm Phật tụng kinh, nhưng đừng có phô trương bày vẽ linh đình, rồi kèn, rồi trống, rồi
rồi cúng thức ăn làm cho nó rình rang lên. Nếu cúng chay mà cũng làm cho phung phí quá, không đem cái đồng tiền này chia ra bớt để phóng sanh, để in kinh, để giúp người nghèo, thì cái này cũng là cái chuyện phô trương bề ngoài, không hữu ích nhiều đâu. Làm sao thực tế một chút, mình có khả năng nhiều làm nhiều, nếu có nhiều thì cũng làm cho thực tế. Thực tế nhất là in kinh phóng sanh, người ta nhận được thông tin này đó. Thì cái việc chúng tôi nói xung quanh đến cái chuyện cúng kiến một tí, giờ đây hồi nãy giờ đó là nói cũng gần tiếng đồng hồ, hôm nay lâu quá rồi, bữa nay mới ngồi lại trong pháp hội nghe, chắc có bộ cảm giác thích thú hả? Ai thích thú đâu giơ tay à? Ai thích thú đâu giơ tay à? Có cô đó giơ hai tay lên. Là lắng nghe nha, lắng nghe những cái đạo lý này, nó kinh nghiệm chúng tôi rút từ kinh tạng, lời dạy của Tổ sư Ấn Quang là chính, cộng với những cái kinh nghiệm chúng tôi. Có nhiều người thắc mắc là Tổ Ấn Quang trả lời mà câu này thắc mắc dễ thắc mắc chung lắm. Và nhất là những người tu theo bên nguyên thủy hoặc tu thiền, hoặc họ chỉ tu bên giáo là họ nghiên cứu giáo lý không, thì họ hay đặt câu hỏi này. Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Có kẻ bảo đã là đệ tử Phật Thích Ca, hãy nên niệm Thích Ca Mâu Ni Phật cầu sanh hoa tạng thế giới trong cõi này. Họ chẳng biết Đức Thích Ca dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhằm làm cho hàng phàm phu sắc đất nương vào Phật lực vãng sanh Tây Phương, hồng siêu phàm nhập thánh. Chỉ có các bậc đại sĩ đã phá vô minh chứng pháp thân mới thấy được hoa tạng thế giới của cõi này. Phàm phu chỉ thấy ế độ, chẳng thấy được cõi thật báo trang nghiêm, há nên mong tưởng quá phần. Húng chi Tây Phương cũng nằm trong hoa tạng thế giới, mà trong hội hoa nghiêm hết thảy các vị Bồ Tát trong hoa tạng thế giới, hết thảy các vị Bồ Tát trong hoa tạng thế giới hải đều dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh để mong viên mãn Phật quả. Ông là hạng người nào như thế mà dám chống đối các vị ấy? Lắng nghe, chúng tôi cũng gặp rồi. Các vị thầy đó, ông tu bên nguyên thủy, cũng là hòa thượng thượng tọa, rồi một số các thầy học tiến sĩ bên kinh tạng Nikaya, rồi một số các vị học về giáo, tức là họ không tin pháp môn Tịnh Độ. Ông nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời thành Phật, tu thiền thành Phật, chứ không phải niệm Phật. Họ nói đúng không sai. Như vậy mình niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ làm chi theo Đức Phật Di Đà? Mười muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, mình có thấy đâu? À, những người này là thiện căn bị thua chột nè. Thiện căn bị thua chột rồi nè. Thứ hai nữa là gì? Là chấp vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu thiền chứng đắc, mình cũng tu thiền, không biết thân phận của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chứng đắc là ngài đã tu vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi. Và một đời này là đời cuối cùng của ngài, gọi là dĩ cố hậu thân cố, là nhất sanh bổ sứ Bồ Tát, một đời bổ sứ để thành Phật. Làm sao mình có cái khả năng được như vậy? Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy rằng để tu hành giống như ngài mà thành Phật á, thì quá khổ cực khó khăn, vô lượng đời kiếp đến bây giờ, và trong tam thiên đại thiên thế giới không đâu là không có thân xác của ngài để bố thí cúng dường trong tam thiên đại thiên thế giới. Quá là khó khăn, quá là cực nhọc, cho nên ngài mới ân cần giới thiệu cho chúng sanh cách đây 10 muôn ức cõi Phật độ có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà. Ngài phát cái đại nguyện ra, nếu ai tin sâu có Đức Phật Di Đà, có cảnh giới Cực Lạc, và tin vào cái công đức vô tác diệu lực bất khả tư nghì là Nam Mô Di Đà Phật, tha thiết chân thành mà niệm nguyện một đời này vãng sanh Tây Phương, thì Đức Phật A Di Đà này không bỏ một ai. Mà mình không thể thấy điều này, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy giới thiệu cho mình. Và nhiều người nói rằng là trong cái thế giới hoa tạng, nghĩa là khi họ chứng nhập được cái tự tánh Niết Bàn thanh tịnh rồi đó, thì thế giới hoa tạng sẽ mở ra. Thì cái thế giới hoa tạng này đó, chỉ có Phật cùng Phật và Bồ Tát nhất sanh bổ sứ là Bồ Tát Hộ Minh, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mới đi vào thế giới hoa tạng này được. Và thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng ở trong thế giới hoa tạng, ngài mới nói. Như vậy mình về tới Tây Phương Cực Lạc rồi, mình có phải ở trong thế giới hoa tạng không? Phải.
đã uống nước trong biển cả là tức dùng nước của trăm sông. Trời, câu này nó hay ghê gớm, nó hay tuyệt luôn. Nhiều người người ta chấp kêu thôi, chỉ theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu Hoa Nghiêm, mà không ngờ trong Hoa Nghiêm cũng nói 10 đại nguyện vương quy hướng chúng sanh về Cực Lạc. Trời, cái lý luận chỗ này nó hay lắm mà nghe. À, anh em ngồi, quý huynh đệ ngồi với Phật tử ngồi, có cái cảm xúc gì khi mình thâm nhập vô trong nội điển, tức là vào trong cái pháp môn mình tu hành để mình vãng sanh? Cái câu mà uống nước biển cả đã dùng nước trăm sông, đã đến điện Hàm Nguyên còn hỏi Trường An chi nữa. Đã điện Hàm Nguyên là ở trong Trường An, mà đến đạt điện Hàm Nguyên rồi mà điện Hàm Nguyên ở trong Trường An thì mình đã đến Trường An rồi, hỏi Trường An chi nữa. Cái câu này là siêu lắm. Đã về tới Tây Phương Cực Lạc, ngộ được tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, chứng được vô sanh, đã là ở trong Hoa Tạng thế giới rồi, mà chuyện này nó dễ gấp trăm ngàn lần so với người đã tự lực mình tu giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để chứng nhập vào Hoa Tạng thế giới. Đến Đức Trọng tức là vô tỉnh Lâm Đồng rồi, chứ hỏi đi chi tìm tỉnh Lâm Đồng nữa. Ây da, cái chỗ này nó hay, đúng không? Đó. Về Cực Lạc đã là ở trong thế giới Hoa Tạng rồi, mà đi về thế giới Hoa Tạng nó khó, tự lực mình phải tu đoạn hoặc, kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc. Trời, nó khó, cái chuyện này mình làm không được. Mà nương nguyện lực của Phật Di Đà về Tây Phương Cực Lạc thì Tây Phương Cực Lạc đã ở trong thế giới Hoa Tạng. Đức Trọng ở trong tỉnh Lâm Đồng rồi, yên tâm, khỏi hỏi tỉnh Lâm Đồng ở đâu nữa. Đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ mà Ngài lý luận đến cái chỗ trọn vẹn viên mãn, dễ nhưng mà cũng không bỏ cái cao siêu màu nhiệm đâu. Cho nên Ngài lý luận là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời giới thiệu cho chúng ta Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà có khả năng đem chúng ta về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này. Còn tu hành mà tự lực giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó thì nó phải ba đại hải tăng kỳ kiếp, quá lâu. Quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ cơ thể mình đang bị bệnh nè, cơ thể mình nè đang bị bệnh ung thư, là bệnh bị lở lét, mục lở rồi ghẻ lở hay bị gì đó, thì cái người mà họ có khả năng để họ điều trị là họ không uống thuốc thì cái số lượng người này rất ít, đúng không? Tự họ chống chọi lại rất ít, phần nhiều là phải có thuốc để mà trị cái bệnh thì nó nhanh hơn. Chống chọi chỉ cho mệt vậy, dùng thuốc uống vô thì nó nhanh hết, khỏe quá chừng. Cũng vậy, mình đang bị cái bệnh sanh tử, đó là đại sự sanh tử từ tham sân si, mà từ tham sân si đó là nó trái với cái giác, là tánh giác của mình là chánh giác, nó hợp với trần lao rồi nó khởi lên, khởi hoặc tạo nghiệp. Nghiệp đó là sát trộm dâm dối. Do cái gốc đó còn tư hoặc và kiến hoặc, đó là tham sân si mạn nghi. Hồi sáng đi ra công phu, thắp nhang đến cái tượng Bồ Tát Quan Âm, nghe Ngài nói cái câu này, kêu à, bữa nay phải lên nói với đại chúng. Cái nguồn gốc của con người sanh tử luân hồi từ đâu? Từ còn lại cái kiến hoặc, đó là tham, thâm kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới, cấm thủ kiến. Mà đoạn trừ được kiến hoặc á thì vẫn còn sanh tử, sanh lên cõi trời 7 lần, sanh xuống nhân gian 7 lần, vẫn còn luân hồi. Vô A La Hán là đoạn luôn tư hoặc, ngũ độn sử, tham sân si mạn nghi mới thoát khỏi luân hồi. Rõ ràng ở chỗ này, Ngài nói rất rõ ràng chỗ này. Đó, thì như vậy là mình thoát khỏi luân hồi là phải chứng A La Hán. Mà thời nay tìm người chứng A La Hán làm gì có. Một số các vị họ nói thì có nghe có lý, nhưng mà họ làm không được, không chứng nổi A-la-hán. Nhưng mà cái người mà họ niệm Phật vãng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc bằng với A-la-hán rồi, vì họ ra khỏi tam giới rồi, thì cái con đường này đi nó dễ dàng hơn, đúng không? Như vậy hôm nay mình biết mình đang bị bệnh, đó là bệnh tham sân si, mạn nghi, thân kiến, biên kiến. Mình đang bị bệnh thì bây giờ mình phải uống thuốc vô, đó là thuốc A Di Đà, là Nam Mô A Di Đà Phật, đặc trị luôn, chuyên trị cái bệnh này luôn. Nhưng mà sở dĩ người uống không có sức để uống, không hứng thú để uống là nó thiếu cái gì? Nó thiếu thêm một vị đó nữa, là vị khí lực, là vị sở túc quán. Người tâm tán loạn
người tâm bất an, người tâm loạn động thì hít thở cho sâu, giữ cái tâm mình không cho tán loạn bằng hơi thở, dễ hơn là tìm cách để mình gạt bỏ nó. Nhớ lúc trước bà cụ, bà ở nhà, bắt đầu bà cụ biết tu là đọc kinh Pháp Hoa, bắt đầu bà biết tu rồi mà khi bà bực bội, bà khó chịu là bà hay giả tác vô mặt. Bà kêu: mày sao mày ngu quá, sao mày nghĩ tùm bậy vậy mày, mày sao mà mày suy nghĩ tùm lum như mày. Cứ quýnh cái thân rồi trị cái thân, làm đủ kiểu bên ngoài không hết nó. Rồi muốn trốn nó cũng trốn không được, muốn tránh nó cũng tránh không được. Có nhiều người họ nói, trời họ nói suốt ngày, nói xếp, nói mà không để cái miệng nó liền da non nữa. Nói làm phiền người ta quá trời mà muốn ngưng nói ngưng không được, nó thành thói quen rồi. Cái não của họ tiết ra một cái năng lượng là họ nói họ mới thấy thoải mái. Thì từ nơi cái ý niệm nó tiết ra một cái năng lượng trong tư tưởng mình là nói mới thoải mái. Bây giờ muốn ngưng cái năng lượng đó, muốn ngưng cái chất ở trong não đó ngưng không được nữa. Thuốc uống cũng không có cái thuốc để uống nữa. Lấy keo 502 dán cái miệng lại nó cũng nói à. Ta nói rồi cái miệng của con người mình là cái khẩu nghiệp nó gây nghiệp kinh hồn nhất, làm cho người ta phiền. Một mũi tên bắn vô trong người họ, họ đau đớn rút ra, nếu là tên độc họ chỉ chết một đời. Một lời nói đi đến họ một cái, họ ngấm ngầm, họ đau khổ để mà họ nổi sân si, họ đọa địa ngục luôn không biết bao nhiêu đời. Lời nói là một mũi tên vô hình từ cái tâm ác độc của mình mà gây ra. Mình thấy gây ra là mình sung sướng, mình không có chuyện gì không? Có chuyện á, coi chừng mình có chuyện á. Chắc chắn là có chuyện nha, hôm trước thì sau nó cũng tới, khẩu nghiệp mà. Thì như vậy khi mình bị bệnh thì mình nên làm gì? Uống thuốc A Di Đà, là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nhiều người họ niệm không nổi, tâm lực họ quá yếu, để lên câu Phật hiệu không thấy có kiến hiệu. Càng niệm càng loạn, càng niệm thấy nó trớt trớt, nó không có vô được sâu bên trong tâm. Thì họ làm gì? Dùng hơi thở. Hít cho thiệt sâu vô. Khi tâm mình theo hơi thở là tâm này có định. Và khi tâm mình theo hơi thở rồi, cái bắt đầu là gì? Cái khí lực nó có, tâm lực bắt đầu nó sung mãn lên. Lúc đó để vào câu Phật hiệu một cái là nó hít liền. Dùng danh từ cho dễ hiểu. Vô tụng kinh tán loạn quá, rồi hôn trầm quá, rồi chán nản quá, đều là khí lực có vấn đề hết. Mấy lúc trước mà chúng tôi ra đi với mọi người Phật tử, hôm qua lên thăm ông Thanh Tân, giờ là quyền trưởng ban trị sự, gần như trưởng ban trị sự, trên đường đi, đi xe 16 chỗ có quý thầy, ít Phật tử ngồi bên cạnh với thầy Nhuận Minh. Lúc trước thì khi chúng tôi gặp mấy thầy là hay có nhiều cái việc ở trong chùa để mà bàn. Hôm nay thôi việc gì nó đến rồi nó đến, thôi mình niệm Phật đã. Thì trên đường đi là chúng tôi dùng cái hơi thở để mà hít sâu. Bởi vì ra ngoài mình nhìn cảnh, mình đi xe cộ được, cái tâm mình nó dễ phân tâm lắm. Hít, hít rất sâu mà chậm, sâu thiệt sâu, giữ nó lại một tí, thở nó ra một chập, bắt đầu là hít vô đề khởi câu A Di Đà Phật trong tâm. Thì thầy Nhuận Minh hỏi hai lần. Lần thứ nhất là kêu thôi ngày mùng 1 tháng 6 dương lịch rồi mấy thầy mới dạy đệ tử quy. Chúng tôi kêu vâng được. Sao kêu vâng được, không nói gì nhiều, mình đang có công việc mình làm. Mấy thầy thì muốn dạy cái ngày đó để chuẩn bị bài vở để Phật tử biết cái ngày mùng 1 tháng 6, 6 giờ chiều đến 7 giờ rưỡi á, một tiếng rưỡi đó Phật tử nghe. Rồi xong mà đi một chập cũng khá lâu, thầy kêu có cái tranh giữa Giác Nhàn cung kính hòa thượng Tịnh Không để thấp quá, mấy thầy vô thấp nhang. Thấy thấp quá thì Giác Nhàn kêu không sao. Thôi vậy thôi. Không nói gì nhiều, bắt đầu hít thở. Thì đi về nó lại khỏe, đi về nó lại khỏe, không thấy một chút mệt nhọc. Và buổi trưa chìm vô giấc ngủ, chưa tới một tiếng đồng hồ, thức dậy ra công phu. Ra công phu rồi buổi chiều mà mình chưa quen mà mình hít nhiều quá, cái tâm mình nó không có quen cho nên nó khó ngủ. Thì hồi chiều hôm kia thì hít 3 tiếng mạnh quá, bởi vì nó thiếu cái không khí cho nên ngủ nó hơi khó một chút. Cũng 2 tiếng đồng hồ sau mới ngủ. Nhưng hồi chiều hôm kia, còn chiều hôm qua thì hít thở nhẹ lại mà niệm cái câu Phật hiệu trong tâm từ từ cho nó im. Vừa vô cái chưa tới 5 phút là nó chìm trong giấc ngủ. Coi như cái chuyện đi ra không có gì trở ngại. Người ta biết giữ cái tâm khi đi ra ngoài, người ta biết nuôi cái tâm, bảo dưỡng cái tâm khi ở bên trong.
người ta biết bể mà lúc nào người ta dùng cái tâm và cái hơi thở cho nó phù hợp, thì người này gọi là thân khỏe tâm an, đúng không? Thì vô lượng quang thọ đến với họ thôi. Quang là gì? Là trí tuệ, là do cái tâm trụ vô câu Phật hiệu, đúng không ạ? Thọ là thọ mạng kéo dài, do thân họ khỏe. Họ khỏe là cái khí lực họ đủ. Người mà khí lực đủ họ ít có ngáp. Bởi vì sao vậy? Đủ không khí trong não. Thì cái chuyện này không phải chúng tôi khoe khoang, mà nói cái cách để cho quý vị đi ra ngoài. Đi ra ngoài đó là giữ hơi thở là dễ nhất. Có những người họ muốn gạt cái tâm phiền não, cái tâm khổ đau, cái tâm buồn phiền, họ muốn gạt ra, họ muốn trốn nó đi. Không làm được, khó khăn vô cùng. Thì bên Mỹ họ bán một cái loại thuốc, khi con người đó buồn chết nặng á, là bị khủng hoảng tinh thần á, họ tới bác sĩ tâm lý rồi họ cho một cái loại thuốc. Thì thuốc này để làm cái gì? Thuốc này để làm cho người đó ngủ hơi nhiều hơn bình thường. Thay vì bình thường người ta ngủ 9-10 giờ cho đến khoảng 5-6 giờ, thì họ làm cho cái thần kinh đó ngủ thêm bớt cái giờ ban ngày để đỡ phải suy nghĩ. Đỡ chỉ là bớt ngủ đi cho nó quên thôi, chứ cũng không có cách gì để tiêu trừ được cái chất mà ở trong não nó tiết ra, nó làm cho mình buồn, rồi nó làm cho mình giận hờn khó chịu á. Thì làm cho cái chất đó để mất đi á, thì cái thuốc này nó không có khả năng, mà nó làm cho con người chỉ có ngủ đi để quên bớt cái thời gian nhớ nó thôi. Mà cái này trị liệu lâu vô cùng, lâu. Nhưng mà cái nào nhanh nhất, lắng nghe này, cái việc gì mà đơn giản nhanh nhất, không đốn tiền, không cần tới bác sĩ luôn, là nhanh nhất là cái gì? Hít một hơi thở sâu vô. Mới lần đầu hít chưa sâu được, bởi vì cái tâm lực mình nó yếu và chưa quen. Hít một hơi thở sâu vô, giữ một chút rồi thả ra. Thở ra từ từ, từ 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 từ, thì chúng ta nói cái gì, chưa tới 3 ngày là cái hơi thở nó vô, nó làm loãng cái chất ở trong não mình á. Nó làm cho cái ý niệm buồn tan rất nhanh, ý niệm giận tan rất nhanh. Hay gì, mình thấy cái ông bạn đời là ông chồng mình, hoặc là người yêu chưa cưới gì đó, ông đi nước ngoài, ông chưa về, nhớ quá chịu không nổi, giặt giả chịu không nổi. Thì nhớ cũng đâu có làm gì được đâu, họ chưa về mà. Thôi bây giờ muốn cho nó bớt nhớ, nó bớt làm cho mình khổ thì làm gì? Ủa, sao cười ạ? Bây giờ hít cái miệng nó chu hả? Vậy nó mới mạnh được. Trời ơi, nó sung sướng. Hồi nãy giờ nói không được hít thở. Mấy người vô đó có hít thở không? Hít sâu vô một cái, nín lại. Hồi chiều hôm qua có cảm giác giống như thầy tánh một chút, mà thầy tánh thì được nhiều, bởi vì thầy đọc văn sao, thầy tổn khí cho nên thầy hít được nhiều á. Thì khi mà cái không khí nó vô được trong người mình, bắt đầu là nó mát. Nó mát mà hình như nó thở bằng chân lông hay sao? Nó mát mà nó dễ chịu trong người mình. Thì trong cái lúc này, máu mình bắt đầu nó sẽ tinh sạch, phổi mình nó sẽ tinh sạch, tim mình sẽ đập được mạnh lên. Và đau đầu thì nó trị cực kỳ hay luôn. Phật tử đợt nào chủ nhật cũng về nói thầy, đánh cho con cái đầu, thoa cho con cái đầu, thọ ký cho con bớt đau đầu. Mà cũng rờ rồi chắc nghĩ cũng không hết đâu. Nó thiếu cái không khí lên não mà. Rồi có nhiều người nói con mất ngủ bao nhiêu lâu nay, thì trị mất ngủ cũng bằng hơi thở đó. Trị đau đầu cũng từ hơi thở đó. Trị mà mất trí nhớ, cái người mà người ta mất trí nhớ hay gọi rằng là bị loạn tưởng, vọng tưởng nhiều quá, cũng trị bằng hơi thở. Bởi vì Đức Phật dạy là tâm tán loạn dùng hơi thở, là số tức quán, là tâm được định tĩnh mà. Hôm nay vì sao chúng ta không dạy và nói sâu cho quý vị niệm câu Phật hiệu? Bởi vì quý vị bị tổn khí, chưa vững được hơi thở, điều khí chưa được, đời điều thân chưa được, nhảy vô điều tâm, niệm càng điên loạn. Cảm giác khi nào cơ thể thiệt là thoải mái, cơ thể nó khinh an, nghĩa là nó sảng khoái, thì lúc đó làm cái gì không kết quả, đúng không? Đúng không? Niệm câu Phật hiệu cũng có kết quả, làm điều thiện thấy nó cũng sung sướng, người ta chửi mình thấy cũng vui luôn. Là vì sao vậy? Bởi vì trong người sảng khoái rồi. Ai lấy được cái cục sảng khoái này không? Không. Muốn như vậy thì gì? Hơi thở đi, hít cho thiệt sâu vô, giữ trong đó. Chúng tôi đầu tiên là gặp Hòa Thượng Giác Dũng, ngài tịch rồi đó, ngài sống gần 90 tuổi đó. Ngài chỉ cho chúng tôi cái thiền số tức là hít thở, nhưng mà lúc đó mình còn trẻ, còn nhỏ, mình cũng không có để tâm, cuối cùng mình cũng bỏ luôn. Ngài thành công được. Ngài nói là tôi sống là qua hơi thở, và hơi thở là cái dinh dưỡng hơn ăn luôn. Thì cái điều này hôm nay nhắc đại chúng, vì sao mình tu mình chán, vì sao mình tu nửa chừng mình tu không nổi. Rối loạn tiền đình cũng từ thiếu cái hơi thở, tâm quá rối loạn luôn.
Vì tâm không an trụ được hơi thở, tâm không có định, tâm quá tán loạn, đứng núi này trong núi nọ, ở chỗ này không yên, nghĩ chỗ khác mới yên. Đây là nó phá ra hối cái tâm dữ nhất. Rồi cuối cùng gì? Ngủ không được, gọi là rối loạn tiền đình, là một danh từ tâm không có tự chủ được. Ban ngày tự chủ cũng không được rồi, ban đêm tự chủ cũng không được nữa. Nó quá tán loạn cho nên thành ra nó mất ngủ thôi. Bây giờ dùng cái gì hay nhất? Hơi thở, hít cho sâu vào. Khi nó sảng khoái trong người rồi là tu sướng lắm. Đúng không ạ? Thì tổ sư Ấn Quang, mấy anh em hôm nay không có giấy ghi, nhưng mà nhớ cái điều tổ sư Ấn Quang dạy. Cái này cái cốt lõi của người vãng sanh niệm Phật lắng nghe. Cái hơi thở quan trọng, cho nên nói trước cái điều này. Nếu mà có được cái khí lực sung mãn rồi đó, mà thân thể khinh an nhẹ nhàng, an lạc nữa, thì người này vô công phu là thấy có kiến hiệu. Nhưng mà cái cách để công phu thì Ngài nói dùng cái cách như thế nào? Để vãng sanh đó thì mình phải tích lũy những cái gì? Lắng nghe. Đầu tiên đó là Ngài nói phải làm cho được cái tịnh nghiệp. Đầu tiên đó là hiếu dưỡng cha mẹ. Dầu cho cha mẹ chết cũng phải cung kính để mà cúng kiến, rồi không làm sai trái để khỏi cha mẹ mình không nhục ở chính suối. Cái hiếu kính của cha, cái hiếu kính cha mẹ giúp cho hành giả này vãng sanh là quan trọng. Cho nên Ngài nói nếu người đã phá vỡ luân thường là hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ thì người này không được vãng sanh. Ngài nói y chang như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói người đó không có hiếu thì người này không thể vãng sanh, người này bất hiếu không thể nào vãng sanh. Thì Ngài nói phá vỡ luân thường tức là người này bất hiếu không thể vãng sanh. Luân thường quan trọng. Rồi. Tôn kính sư trưởng là người thầy dạy ta, là người có đạo đức. Nếu không có tôn kính thì người này tâm không đồng với tâm Phật, không tương ưng với tâm Phật, niệm Phật không được vãng sanh. Vì người này là tâm xấu ác, không tương ưng với tâm Phật. Rồi lòng từ không giết, phải nên ăn chay trường. Không ăn chay trường được thì ăn chay kỳ, một tháng có thể 5 ngày 10 ngày nhưng không được giết, mua về mà ăn. Nhưng mà ráng ăn chay trường để lúc lâm chung oan gia các loài súc vật không đến báo oán, mình ra đi rộng đường ra đi. Này lời của các vị tổ rồi, không có xa dịch đi đâu được hết. Đừng có nghe ai rồi mới công, rồi cuối cùng làm nó sai đi. Rồi cái kế tiếp đó là Ngài dạy phải dùng cái lòng tin tín nguyện niệm Phật. Dầu cho niệm Phật đừng nhất tâm bất loạn rồi, nhưng bỏ tín nguyện sáng tối không lên trước Phật để phát nguyện tha thiết cầu vãng sanh, thì người này niệm Phật nhất tâm bất loạn không được vãng sanh là do họ không có phát nguyện vãng sanh. Tín nguyện vãng sanh là chủ chốt. Tuy rằng người này bình thường họ chưa được nhất tâm, họ chưa được thành phiến, nhưng mà tín nguyện họ quá sâu dày. Họ biết tích lũy tịnh nghiệp tam phước, cái lúc lâm chung họ chỉ cần 10 niệm là họ vãng sanh rồi. Và quyến thuộc vô tri không làm phiền họ, không khóc lóc, không có tắm rửa sớm và thay quần áo để mà làm cho đẹp mắt người đời. Ngài la cái ông đó, Ngài la dữ dội luôn. Ông đó gửi thư đến nói ba của con mất, tụi con tắm rửa thay quần áo, vừa mất tắm rửa thay quần áo rồi bắt ngồi xếp bằng bắt ngồi xếp bằng lên. Thì Ngài la, Ngài nói ông là đồ vô tri không biết gì, cha ông vừa mất, ông đáng lẽ phải đợi 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng niệm Phật, rồi lúc đó ông mới nói đến cái chuyện tắm rửa thay quần áo. Vừa mất thở hắt ra rồi ông muốn làm đẹp mắt người đời, ông biểu diễn như vậy là ông hại cha ông. Ông biết khi cái tâm thức con người nó còn ở trong cái thân, họ đau đớn như con cua trụng nước sôi không? Cái chỗ này nên nhớ nha, quan trọng vô cùng. Đây là xung quanh những cái việc mà nói đến cái chuyện niệm Phật để vãng sanh và cúng kiến. Thì giờ đây đã 10:19, chúng tôi chỉ nói đến là 10:30, tức là 1:30. Thì giờ đây có một cái lá thư thầy Nhuận Minh sẽ đọc nghe được cái bà này, bà giảng sanh trong chuyện ký giảng sanh trong văn sao rất hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc cái bài ký về chuyện xâm tây của thiện nữ nhân Vương Thánh Duyên, nhà họ Hà, trích dẫn trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thành kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật dạy, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Phật tánh tuy đồng, nhưng tâm tướng của chúng sanh lại vạn muôn sai khác. Hoặc có kẻ tin nhận, hoặc có kẻ trái nghịch. Vì sao vậy? Hãy nên biết rằng, chúng sanh tuy đều đang mê, nhưng do nhân trong quá khứ và duyên trong hiện tại không giống nhau, đến nỗi phát sanh hai thứ hiện tượng nghịch hay thuận. Phật tánh như hạt giống, nhân trong quá khứ như gieo trồng, duyên trong hiện tại như mưa đúng thời. Hạt giống đã gieo xuống đất, hễ gặp được mưa đúng thời sẽ chẳng nảy mầm được ư? Nhưng hết thảy chúng sanh, ai mà chẳng có Phật tánh? Luân hồi trong kiếp số dài lâu, quyết chẳng thể trọn không có tốt nhân. Điều quan yếu nhất là được thiện tri thức chỉ dạy, hướng dẫn, và chính mình có phát tâm quyết liệt hay không. Vì thế kinh Pháp Hoa dạy, thiện tri thức giả thị đại nhân duyên, sở dĩ hóa đạo linh đắc kiến Phật. Tức là thiện tri thức là nhân duyên lớn, vì có thể chỉ dạy khiến cho được thấy Phật. Kinh Lăng Nghiêm chép, nhược chúng sanh tâm ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, khứ Phật bất viễn như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí thử tắc danh vi, hương quang trang nghiêm. Nghĩa là nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật chẳng xa, như người nhiễm hương thân có mùi thơm, đấy gọi là hương quang trang nghiêm. Như bà Vương nhà họ Hà ở Thượng Hải, vốn là một phụ nữ vô tri vô thức, từ năm 29 tuổi được nghe pháp môn Tịnh Độ, bèn quy y Tam Bảo, ăn chay niệm Phật, nhàm chán sâu xa sự trượt ác cõi ta bà, quyết chí cầu sanh Tây Phương. 30 năm qua tinh tấn không lười biếng, đến năm Dân Quốc 17 1928, bà được 59 tuổi, đến ngày 19 tháng 6 biết trước lúc mất, dặn dò gia quyến: 12 giờ đêm hôm nay ta sẽ về Tây, tới lúc ấy các ngươi hãy đồng thanh niệm Phật để giúp sức, đừng nên bi ai khóc lóc đến nỗi phá hoại chánh niệm của ta. Do vậy bà liền tự tắm gội, mặc áo thọ mới may, trước hết niệm chú Đại Bi bao nhiêu đó biến, tiếp đấy chuyên niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Đến 11 giờ cả nhà lớn bé đồng thanh trợ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tới 12 giờ bà bèn ngồi ngay ngắn niệm Phật qua đời. Ôi bạn lạnh như thế, dẫu kẻ có học vấn, công nghiệp trùm lấp cõi đời xưa nay cũng chẳng thấy mấy, huống là hạng kém cỏi hơn ư? Bà Vương nhà họ Hà là một phụ nữ chẳng hiểu biết gì, chỉ do 30 năm tinh tấn tu trì nên đến lúc lâm chung hiện được tướng trạng như thế, đủ thấy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật và pháp môn Tịnh Độ quả thật là pháp môn bậc nhất để chuyển phàm thành thánh. Nguyện kẻ thấy nghe đều cùng dốc sức tu trì, ngõ hầu chẳng phụ sự giáo hóa của Đức Phật, chẳng phụ bạc tánh linh của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đây là cái chuyện ký sanh Tây tổ sư Ấn Quang. Bà này cũng kỳ đặc biệt. 29 tuổi thực sự thì chưa phải là già. Có mấy cô ngồi đây hôm bữa chúng tôi hỏi sao giờ chừng nào để tu, kêu con chưa già. Hỏi bao nhiêu tuổi? 75 à.
mới 75 tuổi chưa già, chắc là phải 90 tuổi với bà mới già. Hôm nay chúng tôi 49 bắt đầu chuẩn bị, hết năm này là 50 mà thấy già rồi, răng bắt đầu nó rụng rồi nè. Cái sức của chúng tôi so với từ năm 20 tuổi đến 40 tuổi thì bây giờ nó giảm hơn phân nửa rồi. Lúc trước là song pha đi giảng các tỉnh, từ miền Bắc Hạ Long đi các tỉnh luôn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Việt Trì, Phú Thọ cho đến Cà Mau, thấy bình thường, không có gì là mệt hết. Mà năm ngoái bắt đầu tổ chức ở Vĩnh Nghiêm 8 lần đó, thì mỗi lần về là phải mất 1 tuần 2 tuần mới hồi phục được, quá trời mệt luôn. Cái sức nó xuống rồi. Ở Thượng Tịnh Không nói là lúc trước tôi có thể giảng 8 tiếng mà hôm nay tôi vô giảng 2 tiếng mà thấy mệt rồi. Là lúc đó bắt đầu ngài có tuổi rồi. Cái tuổi của con người giống như cái hoa nó nở ra để nó kết trái đó, thì nó vào tầm khoảng 20 đến 40. Mà qua khỏi cái tuổi 40 rồi, 50, 60 đó, thì bắt đầu là trái nó chín chuẩn bị rụng rồi đó. Thì cái sức lực con người để mà bỏ vô để mà tu á, thì nó eo ọt, nó yếu đuối. Do tất cả đời người mình á, lấy những cái tinh hoa trong cái thời điểm mà nó hưng vượng nhất là 20 đến 40, đi chi vào, lo vào cho con cái, chồng con, nhà cửa, sự nghiệp, bên nội, bên ngoại, bên chồng, bên vợ, đủ kiểu hết trơn, hết sức lực rồi. Hôm nay 7-80 tuổi, 5-60 tuổi rồi, bắt đầu là gì? Lão lai, lai là đến lão là già, già đến tài tận, sức lực bắt đầu giảm. Cô này bao nhiêu? 29 tuổi, 30 năm sau, dễ sợ không? Bà gần 60 tuổi bà ra đi, bà niệm Phật 30 năm. Biết là pháp môn niệm Phật nó màu nhiệm, Phật lực bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn, nhưng mà cần phải có tự tánh công đức lực mình để hòa với Phật lực, phải để tiêu chuyển được cái nghiệp hàm tình để mà nó đồng với thánh cảnh Tây Phương thì không phải là dễ đâu. Không phải là đơn giản đâu, một ngày một buổi đâu. Mấy người mà bây giờ mà tà tà là lúc chết không biết đi đâu, là một đời không bằng đời, một đời là coi chừng đời người, đời sau là nó tệ dữ lắm à. Coi chừng đọa lạc cũng có. Quý vị suy nghĩ lại đi. Sao người ta niệm Phật người ta ra đi được? Bởi vì người ta làm theo người đi trước, là họ quy y, họ niệm Phật, họ ăn chay, họ nguyện vãng sanh. Lúc họ ra đi ngồi mà đi là quý vị thấy không phải dễ không? Một số người ra đi mà nằm quằn quại mà đi không được, có ông đó 19 năm không chết được. Vì sao vậy? Cũng do nghiệp sát ăn thịt chúng sanh mà thôi. Sự thật đây là quý vị không tin, quý vị cứ ăn miết đi rồi đến lúc đó là thấy. Không hù dọa đâu, cái này nói chân tình, thương lắm á. Quý kính lắm á, mới nói lời chân thật này chứ không có lừa gạt đâu. Ăn đi rồi sẽ thấy. Nghe bây giờ thì sợ thiệt. Nghe bây giờ thì mình tính là để thay đổi món mặn theo món chay nha. Nhưng mà về nhà rồi nghiệp á, nó trở lại trần lao rồi đó. Mà nó nhập vô cái cuộc đời rồi, nhận giả làm chân, nhận mê là ngộ, nhận phàm là thánh, chết cái chỗ này nguy hiểm vô cùng. Hôm nay câu chuyện này quý vị nghe thấy đặc biệt không? Câu chuyện hồi hôm qua có nhiều người ở đây coi trực tiếp rồi mới thấy kỳ đặc của bà, của cái bà này, bà còn kỳ đặc nữa. Bà thấy người trong gia đình bà mất, bà buồn quá. Buồn đó là thực sự nói vậy thôi. Bà uống thuốc độc vô, là thuốc sâu vô, cái bà ngồi tự tại, bà giảng sanh luôn. Bà chứng được pháp thân thanh tịnh là tự tánh Di Đà, cho nên thuốc sâu vô không thấm, không có làm cho bà xèo bột mót, bột mép, không có khó chịu, mà cuối cùng bà ra đi gương mặt tỉnh táo. Uống thuốc sâu mà thuốc độc không thấm vô được. Ghê chưa? Còn một ông nữa nhảy xuống nước mà đứng lơ lửng trên nước, không có đụng chân dưới đáy, và chắp tay quay mặt về phương Tây vãng sanh. Có ai dám biểu pháp này được không? Chết mà nằm á ngang, nằm để thẳng, nằm để cho được nhẹ nhàng ra đi là khó rồi đó, do cái nghiệp sát quá nặng. Còn kêu mà để chết mà để mà ngồi là cái chuyện này không phải dễ rồi. Mà uống thuốc sâu mà ngồi nữa, mà chắp tay nhảy xuống nước mà lứng lơ lửng trên nước nữa, thì đây là Phật lực gia trì. Cho người vãng sanh có nhiều cái biểu pháp rất là tự tại, đó là chứng được A-la-hán thì họ mới tự tại. Chứ chưa chứng được A-la-hán thì khó. Mà đời này tu sĩ như bọn của chúng tôi mà chứng cũng là khó rồi, chứ đừng có nói. Mà quý như các vị cư sĩ.
Thấy không? Cho nên hình ra cái việc mà tịnh độ mà nương theo lời dạy của Tổ sư Ấn Quang là chắc phé, bảo đảm không chạy đâu hết. Điều mình chịu tu hay không. Đó cái lễ việc mà chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ quý vị, cái vấn đề là vãng sanh là sự thực chứ không phải bánh vẽ. Có nhiều thầy luôn á nha, có nhiều thầy luôn á. Mà cái lớp học của chúng tôi là coi như 5-70 người mà hỏi người nào chịu tu tịnh độ thì chỉ tìm ra cái 2-3 người. Họ không tin, học nhiều giáo điển quá. Mà thực ra họ học chưa hết thôi, cho Hoa Nghiêm cũng có nói, Lăng Nghiêm cũng có nói. Hoa Nghiêm là nói là 10 đại nguyện vương để các vị Bồ Tát quy hướng chúng sanh và các Bồ Tát giờ cực lạc là nương theo 10 cái nguyện đại nguyện này nè, nhất giả lợi kính chư Phật đó, hồi hướng để vãng sanh Tây Phương đó. Lăng Nghiêm những bộ kinh cao cũng có nói, Phạm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương, kinh Đại Bổ Tích 12 cuốn dày như vậy nè. Hòa Thượng Trí Tịnh Dịch cũng nói đến tịnh độ luôn. Học lấp nháp chưa hết, họ học chưa đến đâu bắt đầu họ bài bác. Họ bài bác theo các lời của các vị thiền sư. Các vị thiền sư là nói không phải bác về tịnh độ mà phá chấp cho người đó. Các vị thiền sư nói gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Tâm mình mà khởi lên Phật là vọng tưởng đó, mong cầu để thấy Phật giết nó đi. Rồi tâm mình mà khởi lên sằn bậy là ma cũng phải giết là bỏ nó đi. Thì đó là Ngài nói để phá đi cái tình chấp của con người, chứ đâu phải là giết Đức Phật Di Đà hoặc là giết những người tu niệm Phật đâu. Rồi cái người vị thiền sư đó để khai thị cho vị thiền sinh đó là ta mà niệm Phật một câu ta phải xúc miệng 10 ngày, dơ bẩn cái miệng của ta. Đó là những người niệm ngoài miệng mà trong tâm là gọi là khẩu thì Phật tâm xà, niệm vô ích. Đó là Ngài đoạn trừ những cái tâm thiên chấp thôi, chứ làm sao mà không cho người niệm Phật. Phật nói mọi người phải niệm Phật A Di Đà mà, rồi lấy mấy cái chuyện của thiền sư đó bắt đầu đi nói ngông ngông nghênh nghênh, trở ngại vô cùng. Mình nói mà nói để hỷ bán tịnh độ nó khác hơn các vị nói để mà khai thị cho những vị thiền sinh chứ. Hồi trước chúng tôi cũng tu thiền, chúng tôi hiểu điều này. Cho nên học không khéo thì gì, học không khéo thì giống như con rắn uống nước thành độc, mà học thì khéo giống như con bò uống nước thành sữa. Khéo đó tức là họ có trí tuệ nương người đi trước. Thấy không ạ? Cho nên thành ra là cái việc mà để học niệm Phật vãng sanh là phải theo đúng vị thầy họ nói pháp môn tịnh độ. Còn lạng quạng đi những thầy khác, họ tu theo cái kiểu của họ, họ nói một cái là mình mất tính tâm liền. Họ nói một cái mình đi theo cái hướng của họ mà nó cực kỳ khó, họ làm cũng chưa được nữa đó. Mà họ nói để mình làm thì làm sao mình làm được? Thấy không? Họ nói mình tu tứ diệu đế, nó là khổ tập diệt đạo, làm được không? Làm sao mà ra khỏi khổ này? Chỉ có niệm Phật là hết khổ nhanh nhất. Thấy không? Cho nên thành ra mình không biết, mình lò mò mình đi là coi chừng xa hầm sập hố. Cũng là vị thầy mà họ tu được mình tu không được, mà chưa chắc gì họ tu được, họ chỉ nói là được cho họ làm không được. Thấy không? Còn cái chuyện niệm Phật người ta vãng sanh để có, mà cư sĩ chứ không phải là Đức Phật Di Đà để dành cho các vị tu sĩ không đâu, không phải dành cho người xuất gia không đâu, mà những người nữ người ta lại vãng sanh nhiều nữa chứ. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nghe thầy Minh đọc cái câu chuyện này trong lòng cũng hổ thẹn. 30 năm, hơn 30 năm rồi vẫn chưa tự tại mà ngồi vãng sanh giống như cái vị nữ cư sĩ này. Mình thấy người ta như vậy mình phải làm gì chứ? Thì đến bây giờ đây là coi như mọi việc trong tịnh thất trên này cũng ổn. Hôm bữa cũng khởi niệm kêu xây cái nhà cho chư tăng, hỏi thầy Nhuận Minh, thầy Nhuận Minh nói như vậy ở đủ rồi. Mà nếu bây giờ mình xây cái nhà cho nó lầu gác đồ lên cho đẹp hơn cái chánh điện thì nó cũng không nên. Mà cũng giờ vịt dịch bệnh tiền đâu xây, gạo không có nấu bây giờ cho xây gì xây. Thế cũng may là Phật tử thấy niệm Phật cho nên họ cúng gạo cũng đủ ăn đó. Thôi như vậy là đủ rồi đó. Khu chuyên tu có vườn rau với lại đủ rồi. 20 năm đi, năm 2000 đến năm 2020 là một khoảng thời gian quá độ ổn, tương đối có chánh điện tôn để mà niệm Phật, không à? Có cái phòng ốc để ở được rồi, còn có tiền phóng sanh in kinh làm phước lo cho đại chúng, không làm nữa. 20 năm nữa, 20 năm nữa chưa vãng sanh, tiếp tục 20 năm nữa, chừng nào cho phải tự tại vãng sanh thì thôi, chứ không để cái tâm vô chuyện khác thì mới có thành thành tựu được. Hôm nay anh em làm nhiều người cũng ngao ngán rồi. Chú Linh hôm bữa xuống, ổng gặp ở dưới khu chuyên tu, ổng nói từ khi con vô đây con làm không mà,
làm quá trời bù đầu bù óc. Con khởi niệm lên định đi học luật có được không? Kêu cái chuyện học luật không sai. Nhưng bây giờ thì chỉ có một cái chỗ Hòa Thượng Minh Thông ở chùa Huệ Nghiêm là cho học, nhưng mà điều có một cái là thọ tỳ kheo rồi vô học luật của tỳ kheo. Thì thực sự thì nếu học luật thì 1000 năm đầu Đức Phật còn tại thế, người ta chỉ giữ giới luật tinh nghiêm, tâm họ thanh tịnh rồi thì họ dứt ác hành thiện rất dễ, và họ có thể chứng đắc pháp thánh quả rất dễ. Còn thời 1000 năm về sau nữa là 2000 năm á, thì thiền định được thành tựu. Mà 10000 năm bây giờ là đã 1000 năm, trong 10000 năm thì tịnh độ thành tựu. Mình chỉ học làm sao biết 10 giới sa di giữ cho được. Ấn Tổ nói là người muốn giảng sanh là giới luật tinh nghiêm, chưa không cần phải đi học để cho mình thông tâm, thông về luật tạng, thông về giới luật để mình có thể đi dạy. Mình không có thời gian, nghiệp chướng sâu dày, bệnh hoạn thọ mạng không biết bao lâu. Bây giờ mình đi làm luật sư bên Phật giáo là học cả một cái kho tạng của luật tạng của vị Đức, đâu phải dễ đâu. Thấy không? Phật tử giữ 5 giới cho tinh nghiêm, sa di 10 giới, tỳ kheo 250 giới, còn hầu như là danh tự tỳ kheo khó giữ vô cùng. Thực chất để chứng đắc tỳ kheo là họ phải phá ma, họ phải bố ác, họ phải là ứng cúng. Vừa đói cái cõi trời cái nó mang cơm xuống cho khỏi phải đi nấu nữa. Thì bây giờ có nên học hay không? Chúng tôi không ngăn cản, quyết định đi một số các thầy thì chúng tôi không ngăn cản, mà chúng tôi khuyên tìm một cái nơi chân thật. Ở đó giới luật tinh nghiêm, cư sĩ giữ 5 giới, sa di giữ 10 giới. Nếu mà tỳ kheo 10 giới giữ cho chắc, tín nguyện niệm Phật, buông xuống vạn duyên, đem cái tâm cống cao ngã mạn, ngông nghênh nghênh cho ta là giỏi, vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Đã luyện ra Đông Dương Đại Hải có đi tìm ra được nữa không? Cái câu này hay lắm. Khi đã luyện cái tâm này ra Đông Dương Đại Hải rồi đi tìm nó cũng không ra. Nghĩa là làm cho nó mất đi. Giữ lòng khiêm hạ, chết sạch vọng động. Chết sạch vọng động ẩn kính tài năng. Chân thật mà niệm Phật 5 năm, 10 năm, 20 năm có kết quả giống như bà cư sĩ này. Tự tại ngồi vãng sanh, về ở chung với Phật, thọ dụng ngang với Phật, các hàng Bồ Tát là bạn lữ. Muốn như vậy không? Hay là muốn làm một vị giới sư, mà tìm một vị giới sư mà học cho thành thạo đi dạy lại thì khó. Luật mình chỉ có đi dạy cho người khác mình mới học rộng, còn không là giữ được là đủ rồi, đủ tiêu chuẩn vãng sanh rồi. Mà hên chú này cũng có duyên, chú hỏi trước khi chú muốn đi thì chúng tôi nói là chú hoan hỷ. Còn ai muốn đi thì chúng tôi đâu có cản được. Nếu đi y theo trong bộ văn sao thì không nên nhọc nhằn bôn ba, đứng núi này trong núi nọ, tìm chỗ này chỗ nọ, cứ tìm một cái nơi chân thật. Cái đạo tràng đã có niệm Phật, để lúc lâm chung người ta trợ niệm cho mình, mà mình hộ trì mình lo cho cái đạo tràng đó thì phước đức của mình. Chúng tôi nói giờ thí dụ chú xuống các chùa khác phải làm lại từ đầu. Ở đây bao nhiêu lâu công sức mình bỏ ra rồi, mình lo cho đại chúng nó có cái phước báu. Bây giờ mình vô tu, anh em huynh đệ hỗ trợ tối đa. Thấy không? Có một số nơi họ tụng kinh về vấn đề tịnh độ, họ niệm Phật rất ít. Rất ít, sáng tối vẫn lăng nghiêm rồi thời kinh Di Đà với tụng niệm Phật mấy chục câu vậy thôi, chứ không có xuyên suốt 4 thời như mình mà có niệm Phật nhiều. Đó, thì chúng tôi nói chung chứ không có chỉ trích những người đi học luật. Họ có khả năng, họ thấy thọ mạng họ dài, họ có thể đi giảng luật được là học luật. Còn mình gì cứ cặm cụi làm ngu phu ngu phụ, giống như cái bà này nè, là người thực sự bà đâu có tài năng đâu. Bà là người mà không có học thức nhiều, mà thế mà bà niệm Phật vẫn được vãng sanh. Cho nên cái chướng ngại của cái người mà liễu sanh thoát tử, nói chung những pháp môn là thiền tịnh mật cũng vậy, mà người mà gọi rằng là lắm tri nhiều kiến, học nhiều quá là cái sở chi chướng, nó làm chướng ngại, khó vô tông chỉ lắm. Còn những người ngu phu ngu phụ, họ thấy tưởng chừng như là không có thông minh, không có giỏi giắng, nhưng mà họ chân thật cung kính làm theo, họ có kết quả liền, họ nhận được cái thọ dụng mà cổ Phật ban liền. Nên nhớ như vậy. Cho nên là chúng tôi nói anh em huynh đệ rồi, là mình thông nhất với nhau 20 năm đi. Ai có duyên lưu chân lại núi voi ở khu chiên tu, kết bè giảng sanh, không có làm gì đâu. Có chỗ nào nó hư á, mình sửa sang lại thôi. Thời buổi mà cơm cao gạo kém, dịch bệnh Covid tùm lum hết mà xây gì đây? Không có xây gì nữa hết trơn. Vậy là nó Phật cho mình quá đủ à. Hồi xưa lên đây cái nhà ngay chỗ này nó chút xíu xíu à, một chiều 6m, một chiều 9m được mấy cái phòng à, che bạc cũng là niệm Phật được. Bây giờ như vậy là Phật cho quá đủ rồi, được voi đòi tiên
không? Đó. Được voi đòi hai bà trưng nữa. Chết luôn. Không được. Cái gì mà mình thấy nó quá đà là coi chừng nó lên tới đỉnh, nó rớt xuống một cái là tan xương mất mạng. À, bữa nay Phật tử về đông quá, qua dịch bệnh rồi họ không bỏ mình, Phật tử đông quá, chùa mình coi như chùa tôn đồ, làm cho nó quách lên, xây cho nó cao lên ngang, xây nửa chừng, trời ơi, lo suốt ngày cứ nghĩ cáp đá gạch xi măng thợ thiền tiền bạc, cái mặt thôi nó như con mèo ướt không có tiền nha. Rồi Phật tử đến rồi ai cũng vận động, cũng kêu gọi, cuối cùng họ bỏ sạch sành sanh chùa như chùa Bà Đanh luôn. Lúc đó ngồi chung như một bà già mà không nấu cơm cho ăn nữa chứ. Lúc đó gì, nó rớt một cái tan xương mất mạng đó. Này nói không phải chỉ trích người khác mà nói tự nhủ lòng mình đấy. Thực sự là vậy, đọc vào văn sao là phải làm cho bằng được. Hòa thượng Tịnh Không nói hai vị hòa thượng khác nhau là hai vị Bồ Tát biểu pháp. Một vị là hòa thượng Hư Vân là chuyên đi xây chùa. Mà nhưng ngài chứng đắc rồi ngài mới đi làm cái biểu pháp này, còn mình chưa chứng đắc, chưa phải là Hư Vân, chưa phải là Bồ Tát, coi chừng là chết nhé. Còn một vị Bồ Tát hóa thân là Đại Thế Chí là Ấm Tổ, không xây chùa, không trụ trì, không độ xuất gia cho ai. Biểu pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí này nên theo cái cuốn mà Hòa Thượng nói niệm Phật vì sao không vãng sanh đó. Chúng ta coi trong đó ngài nói nên theo vị Bồ Tát này, chắc chắn phàm phu làm cũng được mà Bồ Tát làm cũng được. Còn các vị Bồ Tát coi khi là đôi khi làm mà mình làm không được, như ngài Hư Vân, ngài chuyên đi xây chùa. Ấn Quang ngài nói là tôi không có khả năng như ngài Hư Vân. Ngài là Bồ Tát rồi, tôi là phàm phu, mà thực ra ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí mà ngài khiêm tốn như vậy để biểu pháp cho phàm phu đi theo. Hay không? Những vị Bồ Tát này mình không theo nữa thì thôi rồi, theo ai giờ? Không. Mà theo ngài thì phải gì, là chùa tôn, nhà lá, đơn sơ, mục đích làm sao để cho người ta liễu sanh thoát tử. Anh em hòa mục hòa quyện với nhau để sống. Lỡ trong này 5 năm, 10 năm sau thầy Nhật Minh ông nói dắt nhang tạm biệt nha, tôi về trước. Trời ơi, mình quê chết đi chứ, mặt mũi nào mà nhìn ông nữa. Về tới cực lạc cũng không mặt mũi nào nhìn với ông, mà tìm ông không ra, sợ ông lên thật báo vô trước ngại độ, rồi mình tè tè ở phương tiện hữu dư độ, mình đi ở trên phàm thánh đồng cư độ, thì mặt mũi nào nữa nhìn với Nhật Minh đây. Mình phải tính toán con đường mình chứ. Hồi xưa là các vị hầu như là họ đi đến cái con đường chứng đắc, chứ không nói đến cái chuyện phô trương ở bên ngoài. Họ ngồi với nhau là tâm linh, để nhìn vào tâm linh, coi ông chứng đắc được cái mức độ nào, tham sân si vũ bỏ được bao nhiêu, chứng đắc được một cảnh giới nào. Vừa một vị buông xả được tham sân si, Đức Phật tuyên bố vị này chứng đắc A-la-hán. Hồi xưa là Phật toàn bộ nói về cái chuyện chứng đắc, giới thiệu người này chứng đắc, rồi bắt đầu người này sẽ hưng phấn lên để cố gắng tu, để vô sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đâu có giới thiệu cái gì khác đâu. Thấy không? Mình nhìn cái kỹ có, hồi xưa là, đừng có nói cái chuyện hồi xưa nó khác bây giờ nha. Hồi xưa cũng là con người tu chứ bộ, bây giờ cũng là con người tu chứ bây giờ khác cái gì. Mà tu mục đích để chứng đắc thánh quả, để rũ bỏ những cái phiền hoặc, tư hoặc, kiến hoặc chứ. Có khác không? Nếu mà khác là sai đường à. Anh em suy nghĩ lại. Cho nên trong này không có giới thiệu chức gì hết trơn á. Kêu chức vậy thôi chứ trụ trì chúng tôi cũng ở dưới kia. Thầy Nhuận Minh cũng không phải là phó trụ trì. Đại chúng là hòa mục với nhau sống. Không có chức vụ gì trong này hết trơn. An ổn mà hòa nhập để mà sống. Nói như vậy, các vị khác mình không có chê ba chỉ trích. Trong chùa mình là như vậy để cho họ yên. Mình không đủ khả năng như các vị Bồ Tát đâu. Mà cái vị Bồ Tát họ có thể ra làm việc chức này chức nọ là Bồ Tát rồi. Còn mình là phàm phu thì đừng có ham danh. Ham danh mà ghét thật là coi chừng tan xương mất mạng như không. Cho nên những cái điều này Ấn Tổ ngài nói rõ ràng, phải làm cho bằng được thì mới có hữu ích đời này vãng sanh. Còn không là coi chừng làm đường lạc lối, rớt xuống hố một cái là thôi ngang, nó xuống sâu thẳm ở địa ngục luôn. Đừng giảng với nó đâu. Chúng tôi nói với đại chúng rồi đó, hôm nay ngồi là cái ngày cộng tu ngày chủ nhật, hôm nay là quyết định 20 năm đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ba mươi mấy năm rồi vẫn chưa có một cái tín hiệu gì, Phật Di Đà vẫn chưa xuống báo mình.
Cái đó là cái mà mình trông chờ mà chưa được. Cho nên thành ra là cái việc mà chúng tôi suy nghĩ khi mà khởi niệm là một cái gì, là cái người trụ trì, cái người khởi sướng là họ thích thú nhất. Họ nuôi cái tâm tưởng đó, là họ muốn để mà hình thành cái việc đó. Đại chúng cực lắm, đại chúng chán dữ lắm. Bởi vì họ đâu có trong đầu, họ đâu có suy nghĩ đó đâu. Đúng không? Cái người mà có suy nghĩ đó, họ làm để thỏa mãn cái suy nghĩ họ thì vẫn là vọng tưởng điên đảo. Còn cái chuyện mà đồng tu hết để niệm Phật vãng sanh thì cái chuyện này ai cũng an lạc an vui hết. Chỉ trường hợp họ không muốn vãng sanh, họ muốn đi nơi khác thì mình quan hỷ thôi. Chúng tôi vẫn xác định không đuổi ai, mà mọi người chấp hành đúng luật lệ, đúng cái phép tắc ở đây, đúng quy tắc thường trụ ở đây tu tập. Thì gì? Thì cứ việc bảo bọc cho nhau để tu tập đến ngày vãng sanh. Còn ai họ thấy không thích hợp, họ không ở nơi này, họ xin đi nơi khác, hoan hỷ và dự trù trong tâm là gì? 20 người cũng tốt. Đó, bây giờ 100 thầy đúng không? Mấy trăm bà cụ, dưới kia 40 mấy người ở đây ở lác đác xung quanh đi. Mà bây giờ còn 20 người cũng tốt, 20 bà già cũng tốt. Mà thường chúng tôi thấy mấy bà cụ già ít có khi bỏ chúng tôi nửa chừng, biết đi đâu nữa mà bỏ. Biết đi đâu, về con cái thì thôi, nó làm cho ra bả khổ muốn chết. Không mấy bà ở dưới kia khổ rồi, Covid không được vô tu cũng chờ đợi, vậy mới ngoan chứ. Một số các thầy có giỏi chút xíu, có điều kiện chút xíu, rồi buồn chút xíu, hoặc giả có nghề nghiệp trong con người mình, có được nghề nghiệp gì, chụp hình, quay phim, hay là làm văn phòng hay thư ký gì, cái là thích bỏ đi. Nhưng Hòa Thượng Quang Đạo á, là chúng tôi y chỉ sư Ngài Tịch rồi, Ngài nói là đệ tử tôi là lớp 12 tôi cho nghỉ hết, để nó khỏi có cái ngành nghề gì hết để nó tu. Cho nên mình ra đại học nó có ngành nghề bác sĩ, kỹ sư, nó buồn trong chùa là nó đi làm nghề của nó là chắc cú luôn. Các vị lớn họ biết trước thôi, cho nó dốt đi, nó không có nghề nghiệp gì hết thì nó làm thầy tu suốt đời. Các vị này có kinh nghiệm không ạ? Hay ghê gớm luôn. Chúng tôi không có nghề ngỗng gì hết trơn. Đừng có kéo chúng tôi đi đâu, đừng có kêu đi đâu, không có nghề ngỗng gì hết trơn. Chỉ biết niệm Phật giảng pháp thôi. Giờ ra biết làm gì trời. Cho nên mình ra ở trong này an ổn mà tu tập. Phật tử ai cho đồng sống được, đồng yên ổn, cứ ở trong này 20 năm nữa đi. Ai về trước thì cứ về cho nó đi, mạnh ai nấy về đi. Thôi 11 giờ kém 10 phút. Tuần sau tiếp tục chúng tôi lên giảng. Mọi người về tiếp tục nghe Văn Sao Ấn Tổ. Và mỗi buổi sáng 6 giờ, như hôm nay Chủ nhật, ngày mai thứ hai 6 giờ rưỡi, chúng tôi giảng đến 7 rưỡi, truyền trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn, YouTube hoặc Facebook gì quý vị. Hôm nay cũng gần cả ngàn nhóm. Ngàn nhóm cũng 3-4 ngàn người. Và đúng ngày mùng 1 tháng 6 âm dương lịch đó, là mấy thầy dạy đệ tử quy đó, là đầu tiên là thầy Nhuận Minh. Mọi người nên nghe. Hồi nãy giờ quý vị ngồi thấy thích không? Đó là gì ạ? Đang hưởng thụ Phật Pháp. Ở nhà mình tạo một cái hoàn cảnh để mình ngồi mình hưởng thụ mỗi buổi sáng một tiếng đồng hồ, có thọ dụng cho con. 24/6, 6 giờ chiều đến 7 giờ rưỡi có thọ dụng. Bọn phàm phu mình mà không nghe pháp, không có huân tập, lâu ngày là coi như tâm nó phàm, nó nổi lên thì thôi, phải biết với nó. Nó phá cho tàn canh khói lửa luôn nha con. Nó sanh chuyện dữ lắm, nó sanh chứng dữ lắm mà. Không đơn giản đâu. Phàm phu thôi nghĩ. Nghỉ hết giờ. Nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay ngày 25 tháng 4 năm Canh Tý, Tịnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật. Chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra mua tất cả các loài chúng sanh đem về để phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị cắt cổ nhỏ, lông chiên xào nấu nướng,
đau đớn quằn quại sải lên la, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Quý vị bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh này đem về để cho được quy y tâm bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe Phật pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời mà sanh ra đời nào cũng được trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, giờ đây quý vị giữ mình cho thanh tịnh để nghe chư tăng khai thị. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, loài người, loài cá, loài chim, loài dê đều có Phật tánh. Tuy nhiên quý vị trái với Phật tánh, trái giác hợp với trần lao phiền não tham sân si, tạo ra nhiều nghiệp sát trộm dâm dối, cho nên quý vị thọ thân là súc sanh quả báo đau khổ, làm thức ăn cho mọi người. Cho nên kinh Phẩm vẫn dạy rằng người chết làm chim, chim chết làm người, người chết làm dê, dê chết làm người, vân vân. Sanh tử bao nhiêu đời kiếp, đến ngày hôm nay may thay hôm nay quý vị gặp được các bậc thượng thiện nhân, có nhân duyên về tỉnh Thất Quan Âm được phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị hãy giữ cho tâm mình thanh tịnh để quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Phụ Tử Thị Giả Bác Công Đức Thị Tài Thiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Câu Trần Biến Nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới, Ca Trùng Vô Sứ Bất Siêu Luân Thị Bất Tẩy Thị Diệu Cự Pháp Trong Thân Trần Bất Nhiễm Trần Vãng Tác Tự Kỷ Quyên Trừ Nội Ngoại Đàn Địch Đàn Tràng Sai Khổ Mộc Nhi Tác Dung Xung Khí Kế Ban Nhi Thành Tịnh Đồ Sơ Vây Đào Nội Ngoại Trung Gian Vô Trượt Quế Thánh Phạm Ưu Hiển Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lồ Thủy Năng Linh Nhất Đích Biến Thập Phương Tinh Chuyên Câu Ế Tổng Quyên Trừ Phổ Sáng Pháp Duyên Tất Thanh Tịnh Này Chúng Hữu Tình Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đất Sanh Căn Bản Tịnh Độ Đà La Ni Nam Mô Đại Bi Hồi Thượng Hồi Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Ra Đắc Na Ra Ra Ya Ya Nam Mô A Di Đà Bà La Yên Đế Tu Bất Đà Ya Hằng thân đạo bà gia ma ha ca lô ni ca gia hằng thân bằng ra bằng về số đắc đa đang tỏ nam mô thắng kiến lần đỏ y mong a trì gia bà lô yến đế thắng bằng ra lăng đà bà bằng đa sa mê thắng bà ta đồ vô bằng a thề dừng thắng bà thắng đa nam ma bà đà ma bằng đàn đầu đáng điện thắng a bà lô e lô ca đế ca ra đế di e trì ma bồ đề thắng đoà thắng bà ma ra ma ra câu lô yến bằng đồ lô bà già gia đế ma bà già gia đế đà ra đà ra đề đề ni tăng phật ra gia giá ra giá ra mà phật ba ra một đề lệ ra xa lời bà xa bà xa bà ra xa gia hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô e đề ta ra ta ra tăng đề tô 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 bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế đề gia đa đa Ina ma ya ma na ta ba ha tăng đà ya ta ba ha ma ha tăng đà ya ta ba ha tăng đà vô nghệ tống phật ra ya ta ba ha na ra cẩn trì ta ba ha một cây ya ta ba ba ha tăng đà ya ta ba ha giả kiến ra tăng đà ya ta ba ha ba đà ma yến tăng đà ya ta ba ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta ba ha Nam mô A Di Đà Phật Na 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 Ya Ya Nam mô A Di Đà Phật Lo Yến Đế Tướng Bằng Đa Ya Ta Bà Ha An Thắng Điện Đồ Ta Bà Ha An Thắng Điện Đồ Bằng Đa Ra Bằng Đa Ya Ta Bà Ha An Thắng Điện Đồ Bằng Đa Ra Bằng Đa Ya Ta Bà Ha Này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp tinh sâu cùng nguyện thiết chi niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi bất thối đệ độ tầng chúng sanh Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát Bồ Tát Ma Ha Tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắng ta nghe lấy những điều dạy lan các người trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân có đỡ được đâu dù là bay trước lần sau lưới bay nên bắn móc câu sợ mọi tháng càng bác hùng hơi vung đột lúc đó dù kêu khóc ai thương hùng còn vẫn vóc đấu rang xong đòi muôn phần chết ngay ngươi cầm chắc cứu cho người được có tăng đến đây lại được nhờ ân pháp bảo vệ ngươi kịp hồi đầu quy Phật xong dốc lòng quy pháp quy tăng hết này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật lượng tốt chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chung tôn này các loài chúng sanh
chúng dùng thông này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y và không đòi địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp không đòi ngạ quỷ này các loài chúng sanh quy y tăng ông đòi bàn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều nội loại gốc là tham sân si. Phát tâm xin sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đa Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Li Bố Ý Như Lai Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Ma Ha Bát Nhã Ma La Mật Đa Tán Hành Tam Bát Nhã Ma La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Hộ Ứng Giai Công Độ Nhân Thế Cổ Anh Bất Dị Công Bất Dị Sáng Sáng Tức Thị Công Tức Thị Sáng Tọa Tượng Hành Tức Dự Phục Dư Thị Xá Lợi Thị Thị Chư Pháp Công Tức Bất Sanh Thượng Hành Tức Bồ Nhạc Nhị Thị Thiện Thăng Ý Bồ Sáng Thanh Hương Vị Số Pháp Bồ Nhạc Giải Nại Chí Bồ Ý Tướng Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Vô Minh Thần Đại Chí Vô Lợi Tự Diệt Vô Lợi Tự Thần Vô Khổ Tâm Diệt Đạo Vô Sở Đa Cố Bồ Đề Tăng Đoại Y Bán Nhã Ba La Mật Đa Cố Tâm Vô Quái Ngời Vô Quái Ngời Cố Vô Hụ Cũng Vô Viễn Ly Điên Đồng Mùng Tượng Cố Cánh Niết Bàn Ba La Mật Đa Cố Đa Ca Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề Ố Chư Mân Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Đồng Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Nhân Thiết Cổ Chân Thiệt Nhã Ma La Mật Đa Chú Thương Thiên Chú Vi Yên Đê Yên Đê Ba La Yên Đê Ba La Thăng Yên Đê Bồ Đề Tăng Ba Ha Bồ Đề Tăng Bà A Yên Đế Yên Đế Bà La Yên Đế Bà La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tăng Bà A Nam Mô A Di Đà Phật Giờ Đa Ta Giờ Đa Giờ Đa Điện Đà Tha Di Đà Na Thị Ca Lăng Đế A Di Đà Na Thị Ca Lăng Đa Giờ Di Đà Giờ Giờ Đa Di Đà Ca Lợi Tăng Bà A Nam Mô A Di Đà Phật Giờ Đa Ta Giờ Đa Giờ Đa Điện Đà Tha Di Đà Na Thị Ca Lăng Đế A Di Đà Na Thị Ca Lăng Đa Giờ Di Đà Giờ Giờ Đa Di Đà Ca Lợi Tăng Bà A Nam Mô A Di Đà Phật Giờ Đa Ta Giờ Đa Giờ Đa Điện Đà Tha Di Đà Na Thị Ca Lăng Đế A Di Đà Na Thị Ca Lăng Đa Giờ Di Đà Giờ Giờ Đa Di Đà Ca Lợi Tăng Bà A Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật Ca Ở Phương Tây Phát nguyện vãng sanh cõi sinh đức từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Đại từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Di Đà Phật Nam Mô A 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 Di Đà Phật Đà Phật Nam Mô A Di 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 Đà Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô 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 Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Phóng Sanh Công Đức Thù Thắng Hành Vô Biên Thắng Bước Giờ chúng sanh non quảng vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chứng trừ viên đạo nguyện đăng chi hệ chứng minh liệu hộ nguyện tội chứng sanh tiêu trừ Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến và ngộ vô sanh mất Vì bằng lượng nguyện di tử công đức hộ cảm ơn nhân thiết ngà đăng giờ chúng sanh giai công thành phật độ từ quy y Phật cả xin nguyện chúng sanh Phát lòng vô thường a từ quy y ba ma xin nguyện dung thân na thấu rõ kinh tạng a trí huệ như biển từ quy y tăng đại chúng a tất cả không ai a nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng
sanh đồng sanh đề tịnh độ tịnh chư tăng